Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng, hôm nay là ngày 24 tháng Giêng năm Tân Sửu, chúng ta có đủ duyên để tiếp tục học bản kinh Hoa Nghiêm. Và hôm nay là ngày coi như ngày khai pháp đầu năm Tân Sửu. Không biết quý vị có nhớ không, chứ tôi nhớ quý vị nhiều. Đầu năm thì chúc mọi người được vui vẻ, hạnh phúc, an lạc và làm ăn phát tài. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học bản kinh Hoa Nghiêm, và buổi chiều thì sẽ trả lời câu hỏi như thường lệ. Thì quý vị nào mà có muốn đặt những câu hỏi gì thì chúng ta ghi giấy rồi buổi chiều rồi. Chiều nay là chúng ta sẽ trả lời câu hỏi, buổi sáng thì chúng ta vẫn tiếp tục học kinh như bình thường ha. Thế nào là Đại Bồ Tát tùy thuận kiên cố nhất thiết thiện căn hồi hướng? Thưa chư Phật tử, bậc Bồ Tát này hoặc làm đế vương ngự nơi đại quốc, có oai đức danh chấn thiên hạ, phàm các oán địch đều quy thuận, hiệu lệnh ban ra đều dựa theo chánh pháp. Cầm một cây lọng che mát mười phương, đi khắp cõi nước, không bị trở ngại, dầu vấn lụa y cấu, đầu vấn lụa ly cấu, tự tại đối với các pháp. Người thấy đều phục tùng, chẳng cần tới hình phạt, chỉ dùng đức cảm hóa, dùng pháp tứ nhiếp, nhiếp các chúng sanh, làm chuyển luân vương, châu cấp tất cả. Đại Bồ Tát an lạc công đức tự tại như vậy, có đông quyến thuộc chẳng ai làm trở ngại phá hoại được, lìa khỏi lỗi lầm, người thấy không nhàm, phước đức trang nghiêm, tướng hảo viên mãn, được thân Na La Diên kiên cố, có oai lực không ai khuất phục được, được nghiệp thanh tịnh lìa các nghiệp chướng, tu hành đầy đủ tất cả bố thí, hoặc thí thực phẩm, hoặc thí xe cộ, hoặc thí y phục, hoặc thí tràng hoa, các thứ hương, giường ghế, nhà cửa, đèn đuốc, thuốc men, những khí cụ báo, xe báo, ngựa giỏi, voi hay đều hoan hỷ bố thí. Hoặc có kẻ xin ghế của vua ngự, hoặc xin lọng phan vật báo đồ trang nghiêm, mão vua Minh Châu, cả đến ngôi vua cũng sẵn sàng bố thí, không lẫn tiếc. Nếu thấy người bị cầm tù, liền xả thí của cải quyến thuộc hoặc đến thân mình để giải cứu. Nếu thấy kẻ tử thù, liền xả thân thế mạng, có ai đến xin bất luận vật gì nơi thân, mắt tai mũi lưỡi da thịt gân xương tủy não đầu mặt chân tay tạng phủ vân vân đều vui lòng thí xả. Hôm nay chúng ta qua một cái hồi hướng kế tiếp là tùy thuận kiên cố nhất thiết thiện căn hồi hướng. Đây là một cái bài hồi hướng tương đối là chuyên sâu. Trước nhất đó là cái vị Bồ Tát này làm vị đế vương tự tại ở nơi đại quốc, tức là vị vua của một nước lớn. Vua của một nước lớn gọi là đại quốc. Như vậy là oai đức lớn danh trấn thiên hạ,
Ví dụ như cái thời của chúng ta đây là những cái nước mà lớn, những nước đó thì dân ở cả thế giới đều phải biết tới. Nhưng mà thực sự nếu mà nói ở cõi phàm của mình á, ở cái thế giới loài mình của mình thì chưa có đủ dùng cái từ gọi là oai đức lớn và danh trấn thiên hạ đâu, mà là phải cỡ cái tầm của chuyển lưng thánh vương à, làm vua tứ châu thiên hạ thì mới đủ được gọi là oai đức lớn. Thì trên đây dần dần chúng ta phải thấy là cái là diễn tả cái cách mà lãnh đạo cũng như là nhiếp chúng của một vị vua này. Thứ nhất là các oán địch đều quy thuận. Như vậy là hiện tại thế giới chúng ta là không có cái vị vua nước nào mà oán địch quy thuận cả. Thì vậy là không thể danh trấn thiên hạ được rồi, đúng không? Như vậy là một người làm vua thì đủ có thể là quy thuận của cái đất nước của mình, với các nước khác thì không có cái đức đó, thì được gọi là không có oai đức lớn. Những người có oai đức lớn thì phải trải qua, phải nói là hằng hà sa số kiếp tu tập, hằng hà sa số kiếp gọi là làm thiện và cứu giúp tất cả mọi người, mọi loài thì mới đủ có oai đức lớn. Và với cái việc tu tập của họ, họ đạt tới cái trí tuệ ở cái tầng cao của trí tuệ, vượt thoát ngoài tam giới này thì mới có thể quy thuận được tất cả những cái oán địch. Chứ còn bình thường thì chúng ta không quy thuận được, nội cái ân quán ở nơi tâm chúng ta thôi, rồi nó chưa có quy thuận mình nữa thì đâu có quy thuận được oán địch bên ngoài. Nhưng mà chúng ta bắt đầu học kinh điển Đại Thừa và nhất là bản Kinh Hoa Nghiêm này thì cách nói nghe in như là cái chuyện của xã hội bên ngoài, nhưng mà đây là cái việc là bắt đầu nói về cái người vừa có cái khả năng điều phục cái tự tâm của mình, và khi tự tâm mình điều phục được thì ở bên ngoài sẽ điều phục được. Đó là điều mà chúng ta phải hiểu. Cho nên nghe thì chúng ta sẽ nghe tưởng như là cái người bên ngoài, nhưng mà chúng ta thấy dần dần ở đây sẽ nói về cái chuyện của cái người điều phục tâm của mình. Thì một người mà ở dùng cái từ là đại quốc, tức là một nước lớn, thì lớn cỡ nào ở đây không có nói, hay à? Nhưng mà chúng ta đang cũng làm vua một cái đại quốc rất là lớn. Tất cả chúng ta đều có cái gì? Đều có cái mảnh đất tâm mà không ai có thể cân đo đong đếm tính lường được, thì đó được gọi là đại quốc. Nếu một ngày nào chúng ta làm chủ được mảnh đất tâm của mình thì oán địch nó sẽ không còn. Bây giờ chúng ta chưa làm chủ mảnh đất tâm của mình, chúng ta chưa làm vua ở đại quốc của mình, cho nên còn nhiều oán địch quá, đúng không? Thì rõ ràng là phiền não, những cái bực bội, những cái khó chịu, rồi những cái tâm của chúng ta nó chưa có thuận theo một chiều, mà rõ ràng là nơi tâm chúng ta nay thế này mai thế kia cũng còn sự chống đối ở trong nội lòng của mình. Rồi bây giờ mình là cái người tu, mình là đang đi theo con đường thiện, đường tốt, nhưng mà những cái suy nghĩ xấu, những cái chuyện hơn thua chống đối với nhau, những cái phiền muộn xảy ra là chúng ta còn gì? Còn trừ khử. Thì có nghĩa là nơi tâm chúng ta còn quán địch, nó chưa có quy thuận. Khi nào mà tất cả những cái thiện căn chúng ta đang hướng tới và không có bất kỳ một cái sự chống đối nào ở nơi nội lòng của mình thì lúc đó gọi là oán địch đã quy thuận rồi. Thì bây giờ là chúng ta làm chủ được tự tâm của mình, làm vua trên cái mảnh đất của mình là làm chủ được tự tâm của mình, cho nên không còn bất kỳ một ý niệm nào mà tự động phát khởi ra nơi tâm của mình mà mình không có điều khiển được, mình không có quá tán được, thì lúc đó gọi là quán địch nó sẽ được cái gì? Quy thuận. Giờ đấy chúng ta muốn khởi thì ý niệm nó mới được sanh ra, còn chúng ta mà không muốn khởi thì ý niệm không bao giờ được quyền khởi trên mảnh đất tâm của mình nữa, thì lúc đó quán địch nó được quy thuận. Đó là cái cách nói của kinh điển Đại Thừa. Chúng ta cũng phải hiểu như vậy để thấy rằng khi mà nó làm vua, làm quốc vương ngự trị trên một cái đại quốc lớn, chúng ta phải hiểu cái kiểu nói của kinh điển là như vậy. Rồi đó là thì quán địch đã quy thuận, tức là những cái mà cái tâm tạp loạn, những cái oán hờn, những cái phiền muộn nơi tâm là hoàn toàn đã dứt mắt rồi á, thì hiệu lệnh ban ra đều đúng như chánh pháp. Có nghĩa là gì? Tất cả những cái suy nghĩ của mình, tại vì khi đã hết những cái phiền muộn rồi, khi hết chống đối hơn thua nơi tâm của mình rồi,
thì tất cả những cái mà gọi là phiền não, những cái phiền muộn, những cái tâm vọng động, vọng tưởng của mình, hoặc là nói sâu hơn nữa là những cái nghiệp hoặc của mình, những cái nghiệp hoặc, rồi những cái phiền não, vân vân, tất cả những cái đó đều đã quy thuận rồi. Như vậy là vua đã làm chủ được tình hình. Có nghĩa là gì? Mình đã làm chủ được tự tâm một cách hoàn toàn. Và như chúng ta ở đây, ai ai làm vua được cái mảnh đất tâm của mình là đưa tay lên thử coi. Chưa đúng không? Chưa ai làm vua nổi hết. Thì cái công đức chúng ta chưa đủ lớn, chưa làm cho tất cả quán địch quy thuận, tất cả những vọng tưởng phiền não, nếu mình muốn nó khởi thì nó sẽ được quyền khởi, còn không thì dứt khoát là không có móng niệm nào lăng tăng. Thì lúc đó mình được xem là mình làm chủ được tự tâm của mình. Mình muốn nhập định là không có một cái gợn tâm nào xảy ra nơi tâm thức của mình. Còn muốn xả định thì không có cái gì có thể làm động được. Chứ không phải xả định là mình được khởi tự do. Khi mà người ta xả định, người ta nhập thế rồi thì là tất cả những cái chuyện thuận nghịch của thế gian cũng đều được hóa tán một cách rất là nhẹ nhàng, không hề có bất kỳ một sự chống đối nào. Và khi người nào nơi tự tâm không còn chống đối mà đối xử với xã hội mà họ cũng hoàn toàn dứt mất cái sự hơn thua chống đối, thì người đó mới làm chủ được mình và làm chủ được cuộc sống của mình. Còn nếu không thì không được. Và được như vậy thì sao? Tất cả những cái hiệu lệnh, có nghĩa là những cái mà nó phát ra từ cái trí tuệ của mình, tức là cái diệu dụng của tự trí, thì của tự tánh của mình thì sao? Phù hợp với chánh pháp. Chứ trên đời này kiếm ông vua nào có cái hiệu lệnh phù hợp chánh pháp đâu. Kiếm không ra. Chỉ có những người làm vua được mảnh đất tâm mình thì mới nói chuyện này được, đúng không? Và sao? Cầm một cái lọng mà che mát khắp mười phương. Tức là cái đức của họ đủ để có thể làm yên ổn cho mười phương pháp giới này. Chứ không phải làm vua ở nước đó rồi làm yên cho dân ở đó là chuyện nhỏ, không phải là đại quốc, đúng không? Rõ ràng là mình đang sở hữu cái đại quốc nếu một ngày mình làm vua. Và cái tâm của mình đủ để có thể che chở, để có thể bảo bọc cho tất cả chúng sanh khắp mười phương pháp giới này thì là vị vua ở đây đang nói. Còn bây giờ mình có lúc mình tự làm yên mình không nổi. Nhiều khi phiền não xảy ra mình không biết làm sao cho nó dừng, không biết làm sao cho nó dứt, rồi mình phải lại Phật, rồi mình phải niệm Phật, rồi mình phải sám hối, mình làm đủ điều, người buông ra nó cũng không yên. Thì làm gì có đủ cái lọng mà che mát mười phương được, không? Cho nên khi mà mọi người á, từ đầu đã nói làm vua của một đại quốc là đủ đức, đủ trí để có tự làm yên ổn, tự làm an lạc, tự sống trong cái cảnh giới phúc lạc của tự tâm của mình, thì mình mới đủ cái đức để có thể giúp đỡ mọi người. Còn không thì không có. Cho nên là cầm một cái lọng là che khắp mười phương, rồi đi khắp cái cõi nước không bị trở ngại. Đi khắp tất cả cõi nước không bị trở ngại. Giờ chưa có ông vua nào vậy đâu, chúng đi vòng vòng mấy cái nước trên thế giới thôi, các cõi khác qua không được. Ông vua giờ chưa biết cái cung trăng là cái gì. Đúng không? Chưa biết sao quả là gì thì không gọi là đi cõi nước khác được. Và thậm chí là ở ngay cái cõi của mình ở đây, ở cái khoảng không gian mênh mông có hàng hà xa số cái cõi nước mà chưa chắc ông vua nào trên thế giới biết được. Thật ra chỉ có một vị vua để làm chủ được cái mảnh đất tâm của mình, cái cõi quốc mà thanh tịnh trùm khắp pháp giới của mình. Thì khi mà mình đã hoàn toàn quá tán, quá giải, nhiếp phục được nội tâm của mình một cách toàn triệt rồi, thì chúng ta sẽ biết được tất cả những cảnh giới của thiền định. Và khi mà chúng ta đã trải qua những cảnh giới của thiền định rồi thì mới hy vọng chúng ta phải biết được cõi nước khác. Tại vì mỗi một cái tầng định là mỗi một cõi nước. Chúng ta nên biết điều này. Trong cái giai đoạn mà tu tập từ ngang cái người trở lên á, thì chúng ta nói ở cái tầng cao trên người thì chúng ta phải trải qua những cái tầng định. Và mỗi một tầng định là một cõi nước, mỗi tầng định là một cõi nước, mỗi một tầng định là cõi nước. Thì chúng ta vượt qua tầng định đó thì chúng ta đi qua một cõi nước không bị trở ngại. Và tất cả những cái tầng định đó vượt hết
cái những cái tầng định trong tam giới này, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nó chỉ là cõi trời dục giới thôi. Rồi trải qua một cái số cõi là dục sắc không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sự xứ, phi phi trưởng xứ, thiền thiện, cõi trời sắc giới và vô sắc giới. Thì những cõi nước này là đều phải trải qua một cách tự tại và chứng được thánh quả A-la-hán thì mới vượt ngoài tam giới, thì lui tới trong tam giới là một cách tự tại, không bị chướng ngại nữa. Chứ không phải là vị A-la-hán là không còn trở lại tam giới này là sai. Có nghĩa là trong tam giới không còn ràng buộc cái người chứng thánh quả. Thì như vậy là họ muốn vào tam giới này để có thể cứu độ chúng sanh, họ vào, họ muốn đi ra là họ đi ra, không còn nghiệp quả ràng buộc nữa. Cho nên lâu nay người ta định nghĩa là A-la-hán là vô sanh, có nghĩa là không còn sinh đi lộn lại trong sanh tử, là một định nghĩa phải còn xét lại. Đối với chúng tôi phải còn xét lại. Có nghĩa là đó, tự tại ra vào trong tam giới, không còn bị ràng buộc bởi nghiệp tập, bằng nguyện họ đi là vào. Có khi họ là đang ở cái cõi thánh của A-la-hán mà cái duyên phải cứu một người ở trong cái cõi người của mình, hoặc thậm chí sâu hơn là cái cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh. Như vậy là cái thần lực của A-la-hán là tự tại đi vào các cõi một chúng sanh đang đau khổ, và cái ngày đó, giờ đó, phút giây đó người đó được cứu, và cái duyên đó phải được mình cứu nữa. Thì ngay trong một sát na đó là người đó có mặt để cứu người này. Và xong rồi thì cũng tự tại trong cái ngôi vị thánh A-la-hán của mình mà không có bất kỳ cái gì cản trở hết. Chỉ trừ cõi Phật vô không nổi thôi. A-la-hán thì chưa vô tới cõi Phật thôi. Còn từ A-la-hán đi ngược chúng là cõi nào cũng tới lui tự tại, thì đó mới là một vị thánh của đạo Phật. Chúng ta nên hiểu một cách rõ ràng lại điều này, chứ đừng nghĩ A-la-hán là nhập vô cảnh giới vô sanh rồi ra vô trong tam giới này không được là sai. Chúng ta đã từng hiểu sai cái chuyện này rồi. Cho nên khi mà ví dụ như chứng mà phi tưởng, phi tưởng chứ thiên á, thì họ không có tự tại được. Nhưng mà vượt qua một chút đó là bắt đầu tự tại, và trở lại bất kỳ cõi giới nào trong tam giới này thì tất cả các vị thánh A-la-hán đều có thể tự tại tới lui. Chúng ta nên hiểu điều này. Đó mới là năng lực thực sự của một vị thánh A-la-hán đệ tử của Đức Phật. Chứ chứng thánh rồi mà cõi này tới lui cũng được, gọi là vô sanh rồi không còn cửa để sanh vô đây nữa. Tức là không bị sanh khởi do nghiệp tập. Định nghĩa cho rõ là không còn bị nghiệp tập làm cho tâm các vị này sanh khởi những phiền não, phiền muộn, vướng mắc, khổ đau nữa. Đúng. Thì gọi là không sanh khởi á. Thì tức là tất cả những cái việc trong tam giới này không có bất kỳ cái chuyện thuận nghịch nào làm cho một vị thánh A-la-hán bị sanh khởi cái nghiệp tập phiền não nữa. Nói đó rồi thì đúng á. Nói phải nói dài dài cho tới hết. Vậy là đúng, tức là tự tại một cách hoàn toàn rồi, lui tới vào ra một cách tự tại, đi vào tất cả các cõi nước một cách tự tại mà không cần thông qua bất kỳ một quy luật nào về vật chất. Ví dụ như bây giờ mình sanh làm người thì phải bắt buộc là giờ cái quy luật là phải vào bào thai, rồi phải lớn lên, phải học, phải hiểu, rồi học ăn, học nói, học gói, học mở rồi đó, rồi mình mới thành một người hiểu biết. Nhưng khi đã chứng thánh quả A-la-hán là không cần quy luật này, đủ trí tuệ để có thể làm thầy tam giới. Cho nên không có cần học cái gì ở đây nữa hết, mà muốn dạy cái điều gì họ đủ trí để họ dạy. Thì đó mới được gọi là tự tại về trí tuệ, về phước lực. Thì từ cái cõi mà cái trong tam giới, từ cõi trời, từ các vị vua trời cho tới các vị mà dân trời ha, tất cả các cõi tiên, cõi thiên, các cái cõi thần, cõi quỷ vân vân, cho tới cõi người vân vân, thì vị thánh A-la-hán đệ tử của Đức Phật đủ trí, đủ đức, đủ cái phước và đủ phương tiện lui tới một cách tự do các cõi này để làm thầy họ. Tại vì họ đã ra một cách tự tại rồi. Những người chưa vượt ra khỏi tam giới thì không bàn, nhưng mà đã vượt ra rồi thì tự tại. Cho nên là đi các cõi nước không trở ngại thì biết là ai rồi. Chúng ta nói sơ sơ để chúng ta biết là ở đây muốn nói người nào. Từ vị vua từ đầu tiên là chúng ta đã xác định rồi. Và sao nữa, cái đầu thì vấn cái lụa ly cấu. Lụa ly cấu là lụa gì? Lìa tất cả những cái cấu nhiễm trong tam giới này. Mốt mùa lụa đâu vấn.
Bây giờ ai đặt hàng tôi nhận tiền tôi mua giùm cho. Đặt hàng mua lụa này. Rồi quấn đầu một cái là hoàn toàn không có còn cấu nhiễm ở trong tâm giới này nữa, không còn cái chỗ dính nhiễm nào trong tâm giới có thể dính được. Thì rõ ràng là cái từ cái hình tướng về vật chất thì người này cũng là người bất nhiễm, cho tới cái chỗ mà an trú nơi tâm, hay nói là chỗ đạt ngộ, hay nói là cái sự sống của họ, họ là cái người đã vượt thoát một cách hoàn toàn rồi. Một người này là mới là cái người thực sự tự tại. Và tự tại đối với tất cả các pháp. Đó, thì bây giờ là không còn cái pháp nào có thể ràng buộc, không còn cái pháp nào có thể dính nhiễm. Họ có thể sử dụng tất cả các pháp ở trong tam giới này mà không có pháp nào có thể dính lại được, không có pháp nào có thể nhiễm được, không pháp nào có thể cản trở được. Như mình bây giờ mình nói mình vượt thoát, nhưng mà mình còn bị cản trở không? Chúng ta chưa tự tại được. Ví dụ như bây giờ mà chúng ta nghe những cái chuyện bình thường thì mình thấy tâm mình nó bình thường, không có gì. Nhưng mà người ta chửi mình cái là mình thấy nó bắt đầu nó bất thường rồi. Đúng không? Chửi thêm câu nữa mà chửi nặng nữa, rồi sỉ nhục, sỉ vả mình gì trước công chúng nữa là mình thấy bất an. Thì mình không bao giờ mình tự tại được. Cho nên đó là các vị mà đã tự tại lui tới ở các cõi rồi thì đối với tất cả các pháp thuận nghịch trong thế gian này không có cái gì có thể dính dấm được. Kể như khi họ hiện tướng giả bộ thì có, nhưng mà thực sự sâu trong không có chỗ để dính. Không có chỗ để dính. Đối với tất cả các pháp đều rất là tự tại. Đối với tam giới này đã ra vào tự tại rồi thì không còn cái chuyện gì trong tam giới có thể ràng buộc được bước chân của người này. Chúng ta nên hiểu như vậy. Các vị thánh A-la-hán đều có năng lực này cả. Và người thấy đều phục tùng. Không có mấy ai đủ trí để phục tùng đâu, nói vậy chứ còn điều mà cái người mà thấy cái đức tướng của một vị thánh mà đủ để có thể quỳ chân xuống để phục tùng thì người đó phải có trí tuệ ghê gớm luôn. Chứ rồi khi các vị thấy thánh cũng lẫn lộn trong nhân gian, gặp bà kia cũng vỗ đầu mình như thường. Không có biết phục tùng đâu. Gặp mấy ông lớn lớn tuổi cũng cháu cháu rồi nữa, rồi vỗ đầu trên vỗ xuống à. Nhưng mà cái chân tướng của một vị thánh chỉ có những người có trí mới thấy được. Thật ra đây dùng cái từ là người thấy phục tùng thì thực sự hiếm luôn. Hiếm có người mà đủ cái trí tuệ để có thể nhận ra được một vị thánh trước mặt mình để phục tùng đâu. Thậm chí sống gần tôi nói là sống gần 100 năm chưa chắc nhận ra một người sống bên cạnh mình là thánh. Chứ không phải thấy phục tùng. Đối với người mà cái nghiệp của họ đó, họ cứ mỗi lần nhìn ông thánh là qua cái kiến nghiệp của mình. Mình đang ô nhiễm rồi cái mình nhìn mà thấy ông này cũng đẹp trai. Vậy thôi chứ có gì đâu, không có thấy hơn được, không thể thấy hơn cái nghiệp của mình được. Để đừng hỏi mình lột cái kiến nghiệp của mình ra, mình thấy một cách vô tư nó thoát khỏi thánh phàm thì mới hy vọng. Thì gặp mấy người này mới gọi là cái gì, đi phục tùng. Thật ra có những người chúng ta thấy là có đôi khi á, có những vị thầy ở trong chúng nhiều năm, chúng ai biết đó, đến hồi đâu có một cái ông nào bà nào thiệt là xa nghe hiểu Phật pháp rồi đó là tu tập có kết quả rồi về họ đảnh lễ họ lại lục, cái bắt đầu chúng mình giật mình nói sao ông này mình thấy bình thường lắm, sao mọi người này khùng khùng hay lại. Cái đôi lúc mình còn có thể suy nghĩ xấu người ta nữa, nhưng mà không phải, thì người này mặc dù ở xa nhưng mà họ nhận được đạo lý. Có những người mà thực sự một lần được đối diện với một vị thầy mình được khai tâm khai thị rồi đó, là tôi nói là trải qua hàng tỷ kiếp sau nghĩ tới ông thầy họ cũng đều quỳ lại giữa đường nữa. Còn bây giờ mình ở bên cạnh thầy mình chưa có đủ cái đó là rõ ràng là mình không nhận được cái đạo lý gọi là siêu việt từ ông thầy, mình không có đủ cái tâm kính ngưỡng. Thì như vậy là với những người có mắt á thì họ đủ cái trí để họ nhận ra được một vị thánh trước mặt mình. Một cái ánh mắt nhìn của một vị thánh vượt thoát chúng ta không có đủ tầm để có thể thấy. Có đôi khi tức là phần tứ nhiếp pháp chúng ta nói là khi họ đã bắt đầu đồng sự nhiếp rồi á thì họ thành một người phàm phu như mình. Và mình sống bên cạnh mình thấy ổng cũng phàm phu mà
ổng cũng đi hai chân xuống đất, đi đâu có hỏng chân đâu. Đúng không? Đâu có hỏng chân đâu. Vì vậy là ổng phải là thánh. Nhưng mà có chừng đi hỏng chân không phải là thánh, mà là gì khác không phải là thánh. Cho nên mình cũng không để. Rồi cái kiểu phàm phu, nhất là cái gọi là cái bản ngã của mình nó rất là lớn. Mình nó chỉ là gặp nhau rồi mình so tài ha, mình lý luận không lợi, rồi mình thể hiện thần lực không lợi, rồi phước đức mình không lợi, tất cả mọi cái mình không có bằng người ta, lúc đó mới bắt đầu gọi là tùng phục. Cái kiểu này là phàm phu luôn. Cho nên mà sống lâu để phải gọi là tùng phục, sống đâu để mà quy thuận, gần gũi nhiều để mà tìm hiểu rồi mình quy thuận thì biết là gì, mình đang theo cái kiểu của phàm phu, không có cặp mắt của thánh nữa. Cặp mắt của thánh thì khác đi. Một người thánh họ có thể nghe, họ có thể nhìn cái hình của mình, một hình, một tấm ảnh thôi, thì họ đã biết mình là ai rồi. Hoặc là họ nghe âm thanh của mình giảng thôi, không có cần là nói câu gì nha, chỉ cần gọi là nghe âm thanh, âm thanh này là âm thanh vượt thoát hay là âm thanh đang vướng trần tục. Chúng ta chưa đủ cái tầm này đâu. Cho nên chỉ cần mà mở cái bài băng giảng lên, chỉ cần nghe đúng một câu thôi là mình đủ để xác định rằng là còn dính mắc hay là đã vượt thoát rồi. Mặc dù nói một câu rất là bình thường, mặc dù một tấm hình chụp ở đâu đó rất là tự nhiên, nhưng mà nhìn qua tấm hình, nghe được âm thanh biết rồi, chứ không có cần phải đợi lý luận đạo lý đâu. Đến hồi mà nghe lý luận đạo lý mà họ nói được những câu mà nó đã vượt ngoài nữa rồi thì thôi đi, không còn gì để bàn. Nếu mà đủ duyên chúng ta gặp những người đó thì chúng ta liền sao? Phục tùng. Phục tùng. Nhưng mà có những người nghe thấy rõ ràng là người này vượt thoát, nhưng mà rồi sao? Cái bản ngã nó cũng nổi lên, cái tâm phàm tục mình cũng nổi lên, mình cũng không có nể, không phục. Nói thì ổng thấy hay vậy chứ còn chắc chưa chắc hơn tôi đâu. Cho nên không có dễ gì mà tùng phục. Cho nên mọi người, chỉ cần ở đây là người thấy tùng phục là người phải có mắt tuệ nhãn thực sự rồi mới đủ sức. Chẳng cần tới cái hình phạt. Thực sự những người mà sai á ha, mà là những người có tu á, đây mình nói những người có tu, những người đang có cái tâm hướng thượng, thì họ lỡ có một cái sự sai lầm á, quý vị biết không? Họ cần cầu những cái vị có đức để đảnh lễ sám hối, chứ không phải người ta rầy còn ngóng họng lên cãi tôi trúng. tôi trúng tới rồi mà cãi không lại rồi bắt đầu mới quỳ chân người tôi thua rồi. lúc đó mới sám hối là hư rồi, lợi đó là lợi không có xài được. Cho nên trong kinh Phật nói là sao, có những con ngựa giỏi á, thì sao chỉ thấy cái bóng rồi thôi nó đã chạy, đúng không? Có những con ngựa lì mà dùng cái cây nhọn mà đâm nó thì nó cũng cà lết nó không có đi. Có những con ngựa mà phải dùng roi đánh thật mạnh thì nó mới đi. Thì đó là những cái căn cơ để chúng ta thấy là những người mà có đức á, họ không bao giờ nghĩ tới cái chuyện là phải phạt dạ người này, phải là nghiêm khắc với người kia. Không có chuyện này, họ không cần làm chuyện đó. Đức họ đủ để trùm. Cho nên người nào mà lỡ có một chút sơ sót, ở đây mình nói là những người đang hướng thượng, lỡ có một chút sai trái thôi là họ hướng về người có đức để họ đảnh lễ xin sám hối. Và như vậy thì mình mới qua được cái nghiệp của mình. Để mà phải nhắc là khó qua. Cho giống như ngày xưa trong biết phải đạo tràng của Đức Phật hay không, cái chuyện này cũng xưa lắm rồi. Có một vị chứng A-la-hán mà ổng tụng kinh tiếng dở lắm. Bỗng dưng một hôm có một vị tỳ kheo đi ngang nghe tiếng tụng kinh đó và khởi lên nơi tâm. Thầy tụng kinh tiếng rầm rầm giống chó. Vị A-la-hán ngừng lại, đứng kêu vị tỳ kheo đứng lại. Ông quỳ xuống chân tôi sám hối liền. Không kịp á. Thì vị này cũng biết lỗi quỳ xuống xin sám hối. Vậy đó mà bị đọa làm thân chó 500 năm đó. Một tác niệm xấu cho một vị thánh thôi mà đã sám hối tại chỗ rồi đó, vẫn còn phải bị đọa. Thật ra có những người mà được rầy dại mà họ vẫn vương vương cả, người ta không nói tới mình nữa thì biết là không biết đi tới kiếp nào. Không biết kiếp nào gỡ. Rồi biết sám hối thì vọng còn có thể thay đổi. Nhưng mà các vị á,
Các vị thánh không bao giờ có tác ý phạt dạ những người này, tuyệt đối là không bao giờ có, mà còn khởi lòng từ để thương nữa. Vậy mà không có kịp, tại vì nhân quả đã xúc phạm tới một vị thánh. Nhân quả đó là tác ý xúc phạm tới một vị thánh rồi là đã đủ tới đâu rồi. Tại vì các vị long thiên hộ pháp theo hộ vệ một vị thánh, chúng ta không bao giờ có thể tính lường nổi rồi. Cho nên các vị thánh không có ý để hình phạt ai hết á, tuyệt đối không có. Nhưng mà người cảm được cái đức thì họ tự quy phục, họ tự quy phục. Mỗi khi mà có lỗi lầm họ tự hướng về, mặc dù ở gần hoặc là ở xa họ cũng đều hướng về cái vị thầy của mình, một vị có đức để họ sám hối, thì hy vọng mới thoát khỏi cái nghiệp báo, chứ nếu không rất là khó. Thì các vị đó là luôn luôn dùng đức để cảm hóa mọi người, và dùng tứ nhiếp pháp. Tứ nhiếp pháp, nhiếp pháp thì chúng ta đã học cái bài tứ nhiếp pháp rồi đúng không? Bố thí rồi ái ngữ lợi hành đồng sự. Nhưng mà ở đây chúng ta nói sơ sơ lại tứ nhiếp pháp, những cái điểm gọi là chính yếu của tứ nhiếp pháp. Nhiếp là cái gì? Cái từ nhiếp có nghĩa là thu nhiếp đúng không? Nhiếp phục. Thì dùng cái từ gọi là ái ngữ để nhiếp một người, tức là mình sử dụng cái lời lẽ ngọt ngào, nghe nó dễ nghe, nó dễ chịu, im ái, im tay gì đó, để khi một người nghe là họ làm sao? Họ sẽ quy thuận mình, họ sẽ theo mình. Thì hỏi thiệt, nếu như một người mà ái ngữ, nói ngọt ngào, nói những lời nghe nó im tai, nghe nó dễ chịu, nghe nó thuận lòng mình để mình đi theo, thì đó có phải là cách giáo hóa của Đạo Phật không? Chứ tôi nghe nhiều thầy giảng kiểu này lắm á. Để hỏi lại cái đó phải là cách giáo hóa Đạo Phật không? Tức là người này mình hiểu tâm lý của họ, mình nói đúng với tâm lý của họ, nói đúng với cái sở cầu, sở nguyện của họ, vân vân. Tất cả những cái đó có phải là ái ngữ không? Nếu mà đó là ái ngữ mà của Đạo Phật thì Đạo Phật bị phá nát rồi. Ái ngữ của Đạo Phật cũng phải như vậy. Cái nhiếp phục là nhiếp phục cái gì? Bây giờ mình nói để người ta sanh tình cảm với mình có phải là nhiếp phục không? Bị dính mắt. Mà đã là bị dính mắt thì không phải con đường của Đạo Phật. Cho nên dùng cái từ ái ngữ để mình nhiếp người là nhiếp cái gì của người đó? Nhiếp được cái tâm phàm của người đó, nhiếp được cái phiền não khổ đau người đó, để mình hướng người đó tới cái đạo giác ngộ giải thoát. Thế như vậy là cái lời nói ái ngữ là lời phải phá trừ được cái dục vọng, cái phiền não, cái mê tối của người ta, thì đó mới gọi là cái ái ngữ của Đạo Phật. Phải dẫn dắt người ta đi đến cái đạo giác ngộ giải thoát thì đó mới gọi là ái ngữ của Đạo Phật. Chứ không phải ái ngữ nói nghe mê quá. Nói nghe mê chứ không phải nói nghe tỉnh. Tức là nghe ông đó nói nghe mê quá. Rõ ràng là đã mê rồi thì sao? Rớt vào ái nhiễm chứ không phải là xuất phát từ cái ái ngữ. Thì một cái vị Bồ Tát á, tại vì tứ nhiếp pháp là cái pháp của Bồ Tát, mà vị Bồ Tát là một bậc giác hữu tình, cho nên họ đứng ở cái chân trời giác ngộ để họ nói chân lý giác ngộ giải thoát, để cứu thoát cái lòng mê sanh tử của người khác, thì đó mới gọi là ái ngữ. Cái lời, cái ái không có nghĩa là ái nhiễm, mà ai cái từ đó được thay thế cho cái từ gì? Cái từ bi, cái lòng từ, cái tình thương yêu của một bậc thánh đối với tất cả chúng sanh. Họ phải phát nguồn từ lòng từ để họ nói chuyện. Mà người muốn có từ bi thì sao? Họ phải có trí tuệ thì mới được gọi là từ bi. Thì vậy là một bậc giác ngộ có đầy đủ trí tuệ, đầy đủ từ bi, và đứng trên chân trời trí tuệ và lòng từ đó để mà phát thành ngôn ngữ, thì ngôn ngữ đó mới được gọi là ái ngữ của Đạo Phật. Chúng ta nên hiểu lại cái nền tảng cơ bản này. Chứ nếu không là nói ngọt ngọt, rồi nói tâm lý xã hội là gì gì đó để người nghe nghe mê, thì cái đó không phải là ái ngữ của Đạo Phật. Chúng ta phải xác định lại, phải xuất nguồn từ đâu mới được gọi là ái ngữ. Cái thứ hai là bố thí.
Bố thí cũng vậy, thì mình đã nói rồi, cái bài bố thí ba la mật mình nói tới một tiếng mấy đồng hồ lần đúng không? Bố thí có nghĩa là cái gì? Cho nên gọi là bố thí nhiếp. Thì bây giờ mình dùng tiền để mình nhiếp phục người ta, mình thu phục người ta, đúng không? Mình cho người ta tiền để người ta mang ơn mình, để người ta theo mình, để người ta làm người thân mình, người ta thân cận mình, hoặc là người ta theo chánh pháp vân vân. Thì nó cũng phải cách từ cái thời Đức Phật. Đức Phật, cái chuyện chính của Đức Phật là gì? Đức Phật có bố thí không? Bố thí pháp, đúng không? Đức Phật đi thuyết pháp gọi là bố thí pháp, thì có bố thí tài, bố thí pháp và bố quý thí vô quý. Thì sự xuất hiện của một bậc giác ngộ như nãy, giống như cái lọng tre ở mười phương pháp giới, làm mát dịu, làm yên ổn, làm an lành cho tất cả chúng sanh, đúng không? Thì ví dụ như cái cõi nước này, tất cả những người mà theo đạo Phật, những người Phật tử theo đạo Phật, mà khi nghĩ tới Đức Phật á, thì tự nhiên mình nghe cái tâm mình nó yên bình liền, đúng không? Đó là một cách mà bố thí vô quý từ cái thời Đức Phật cho tới giờ này chưa dừng á. Bây giờ mình bình thường, mình đang rối loạn tâm mình đó, mình đang phiền não cái này cái kia cái nọ, đúng không? Cái tự nhiên cái mình nhớ tới Đức Phật, nhớ Đức Phật tự nhiên mấy cái này nó lắng xuống, nó lắng xuống. Và nửa đêm mình sợ chuyện này, sợ chuyện kia, cái mình có cái hình Đức Phật, hoặc mình đốt nhang mình lại Phật, hay mình ngồi tước tượng Phật, tự nhiên cái mình nghe nó hết đi cái vụ này, hết đi sợ hãi, hết đi lo âu, hết đi phiền muộn. Thì đó là cái cách mà Đức Phật bố thí vô quý. Sự có mặt của Đức Phật hiện diện trong tam giới này, hiện diện trong thế giới mười phương này, đều đem lại cái sự yên bình cho tất cả mọi người, mọi loài. Này dễ bố thí không? Khó lắm á, chỉ có những bậc thánh mới đủ sức này. Còn những vị đệ tử của Đức Phật á, ví dụ như những vị đệ tử Đức Phật mà xuất hiện ở trong cái cõi của mình á, thì khi mà tất cả những người được thân cận gần gũi á, thì họ cảm được cái lực định, cái định lực của vị này mà họ được yên ổn, thanh tịnh. Cho nên những người đệ tử của Đức Phật mà có công phu và có định lực, thì chúng ta thấy là những cái vị đã xuất hiện ở đâu thì nơi đó yên ổn. Đây là một cái điều rất là đặc biệt về bố thí vô úy ở trong đạo Phật. Chứ không phải lời khuyên người ta đừng có sợ con, không có sao đâu, không có cần nói cái đó đâu, không cần nói câu đó. Thậm chí là ở cõi nước mà họ đến, ví dụ như ở cõi người họ tới rồi, họ từ các vị Bồ Tát xuất thân xuất hiện nơi cõi người của mình, và tự thì cái điều đó nó tự động làm yên ổn, làm an lạc cho cõi người, nếu đức họ lớn. Còn đức họ nhỏ thì họ xuất hiện trong một quốc gia đó thì quốc gia nó được yên ổn, an lạc. Chúng ta phải thấy được cái giá trị bố thí vô quý của đạo Phật ở chỗ này, và ít có người thấu hiểu nổi cái chuyện này lắm. Mà ngày xưa tôi rất cảm một cái câu của cái gì, bà Võ Đắc Thiền, và trong cái Pháp Bảo Đằng Kinh tôi có nói, bà nói là sở dĩ bà yên ổn tại vị mấy chục năm trên đất nước lớn lao này là nhờ cái gì? Nhờ có một ông tu đạt đạo trong rừng đó, là Lục Tổ Huệ Năng. Một câu nói mà tôi nói là chưa có một cái đấng quân vương trên thế giới nào có được câu nói này trong lịch sử của nhân loại. Thì đây không phải là người bình thường họ mới thấy được điều này. Cho nên nó thường những cái vị mà hồi xưa những cái vị mà vua mà thường đến những cái vị có đức để họ thỉnh làm thầy, họ cầu làm thầy để chỉ dạy những cái việc mà gọi là trị quốc, những bậc có trí tuệ và có đức độ. Thì cái thời đó chúng ta thấy rõ ràng đất nước nó thịnh vượng. Điều này là cái điều rất là rõ, mà chỉ có những người có đủ cái trí tuệ mới có thể nhận nổi điều này. Thành ra cái bố thí vô úy là phải từ cái nội tại thanh tịnh, yên ổn, an lạc của một cái vị có tu thì mới đủ chức bố thí cái điều này. Một vị thầy của mình mà mỗi người đệ tử đang hướng tâm về, đang trong cái lúc mình rất là rối loạn,
mà mình không có thể nào mình kiềm chế được cái tâm mình đang rất là phiền muộn, đang rất là phiền não, nhưng mình nghĩ về thầy mình thôi, tự giọng nó lắng dịu. Và ai vậy thì gọi là cảm được cái đức của bậc tôn sư của mình đang, thậm chí là đang đau đớn cơ thể nữa. Vậy đó mà họ nghĩ tới vị thầy của mình, tự nhiên nó nghe nó có một cái gì đó nó dịu xuống. Thì đó là cái đức, gọi là đức bố thí vô úy. Dù bố thí vô úy là dùng cái đức rất là lớn. Trong khi chúng ta học những cái bài bố thí, chúng ta chưa có thấy nổi điều này. Chứ không phải là giống như bà già đi qua lộ rồi sợ đụng xe, cái mình lại mình dắt bả qua lộ là bố thí vô úy. Đúng không? Thì cũng được. Cái kiểu phàm phu đó thì cũng được. Nhưng mà đây chúng ta muốn nói tới cái đức của một cái vật đủ sức để có thể bố thí vô úy cho cả cái tam giới này là như Đức Phật. Còn những vị thánh đệ tử của Đức Phật thì đến cõi nước nào, cõi nước đó dân ngộ. Chúng ta phải hiểu nổi cái điều này để thấy rằng cái đức của những người tu lớn tới cái tầng nào. Thành ra mới đủ nhiếp phục những cái tà tâm tạp niệm của thính chúng, của những người mà tu học. Chứ họ không thể nào mà đức nhỏ mà nhiếp phục được. Còn bố thí pháp thì chuyện dễ hiểu rồi đúng không? Bố thí tài thì chuyện cũng dễ hiểu rồi, chúng ta không muốn bàn nhiều. Mà thực sự bố thí pháp để nhiếp phục người ta là chúng ta bố thí kiểu gì nữa? Đấy, nói pháp mà người ta không giác ngộ được thì gọi là nhiếp phục không? Chưa. Cái từ nhiếp phục, cái từ thu nhiếp ở trong đạo Phật, chúng ta không có nhìn theo cái kiểu thế gian là tôi thu phục được người này, tôi thu phục được người kia, tôi thu phục được số đông, có nghĩa là tôi nhiếp phục. Không có, chuyện đó sai rồi. Mà nhiếp phục được cái người đó có nghĩa là gì? Người này không còn bị nghiệp tập phiền não khổ đau nữa thì người đó đã được nhiếp phục theo cái nghĩa giác ngộ của đạo Phật. Là người đó phải đạt ngộ giải thoát thì người đó mới được gọi là nhiếp phục. Thành ra mình bố thí cái gì mà người ta được giác ngộ? Từ cái trí lực của mình, từ cái tâm từ của mình, từ cái lời pháp hoặc là cái hành động của mình mà khai mở được trí tuệ để người đó không còn bị lầm lẫn trong sinh tử nữa, thì đó mới được gọi là bố thí ba la mật, đúng không? Làm cho người ta sang bờ bên kia đến cái chỗ giác ngộ giải thoát, thì cái đó mới được gọi là nhiếp. Cho nên đó là tứ nhiếp pháp có đôi khi chúng ta cũng học chưa tới, học chưa đủ. Rồi bố thí là bây giờ mình theo cái kiểu của phàm phu là bây giờ mình không có khả năng thuyết pháp. Một là mình đi thuyết pháp cho người ta nghe, hai là mình không có khả năng thuyết pháp thì mình sẽ truyền tải những cái băng giảng mà mình cảm giác nó hay, có lợi ích, hoặc là những quyển sách có hay, có lợi ích thì mình giới thiệu cho bạn bè mình, hoặc là mình in, mình phát hành vân vân. Thì đó cũng là hình thức bố thí pháp, nhưng mà theo cái nghĩa gì, nghĩa của thế gian, chưa đủ cái tầm thực sự để dẫn người ta tới cái sự nhiếp được cái tâm người vượt thoát cái lầm mê sinh tử. Rồi cái lợi hành, lợi cái gì mới được gọi là lợi theo cái kiểu Phật pháp? Bây giờ họ thiếu cơm mình cho cơm, thiếu áo mình cho áo, thiếu nhà mình cho nhà, cận gì mình cho, cái đó là lợi hành chứ. Đương nhiên cái hành động đó là có lợi lạc, nhưng mà lợi lạc theo cái nghĩa thế gian thì không phải là chuyện làm của Bồ Tát. Chuyện làm của Bồ Tát lợi lạc chúng sanh là cái gì? Chúng sanh đó phải được giác ngộ. Cho nên bằng hành động, bằng lời nói, bằng việc làm, bằng một cái gì, bằng cái đức cảm hóa của mình, cộng tới 3-4 cái vậy lại mới có, đúng không? Vừa nói nè, vừa hành động nè, và vừa thể hiện cái đức tu của mình nữa. Chứ nói hành động không chưa đủ đâu. Nói thì cũng nhiều người nói hay, hành động thì cũng nhiều người hành động giỏi, có lợi ích rồi. Nhưng mà cái đức để cảm hóa người đó thì chưa có. Nhưng họ có thể thương mình là vì mình đã giúp đỡ họ. Họ có thể mang ơn mình, và mang ơn để nhớ đời này kiếp nọ luôn nữa. Nhưng mà được cái gì? Vẫn là cái chuyện của ràng buộc, của dính mắc. Cho nên cái lợi hành ở trong đạo Phật là phải lợi thực sự. Đó, trong Kinh Hoa Nghiêm từ đầu tới cuối là Bồ Tát luôn luôn muốn làm thành tất cả chúng sanh. Đúng không? Muốn làm cho tất cả chúng ta đều được giác ngộ giải thoát.
Thật ra khi mà mình chưa có đạt ngộ giải thoát thì mình làm lợi người ta theo cái nghĩa gì, chứ không phải là cái nghĩa của tứ giới pháp này. Vì vậy các vị Bồ Tát mới tu tứ giới pháp, còn các vị không phải Bồ Tát thì chưa thể nào được gọi là tu tứ giới pháp cho đúng nghĩa. Vì cái lợi mình vẫn còn theo cái kiểu của tâm phàm. Mình muốn lợi người ta bằng cái gì nè, xét lại đi. Mình hỏi cái tâm mình có bữa nay mình đi cho người khác bằng cái gì, bằng cái tâm gì? Thương đúng không? Có thể chấp nhận được. Về tình người, chúng ta thấy người ta khó khăn, chúng ta muốn giúp đỡ thì đây thể hiện cái tình người thôi. Điều này nó không quá sai, nó rất là đúng theo cái nghĩa của cái tình người. Ở cái cõi giới của mình, ở cái thế giới loài người của mình, giúp đỡ tương trợ với nhau là cái điều rất là đúng, rất là phù hợp. Nhưng cái đó đừng có đặt vào cái nghĩa lợi hành của tứ giới pháp là chưa đúng tâm. Tại vì mình bằng tâm phàm để đi giúp người phàm, chứ mình không phải là người thánh, cho nên không cứu thoát người ta, chỉ giúp đỡ người ta thoát khỏi cái khó khăn thôi, nhưng mà không thể cứu thoát cái lầm mê sanh tử thì chưa phải là lợi hành theo cái nghĩa của tứ giới pháp. Chúng ta phải thấy rõ điều này. Thành ra từ cái bố thí rồi tới cái ái ngữ, cho tới cái lợi hành, cho tới cái đồng sự. Thì bây giờ các vị Bồ Tát từ cái cõi thanh tịnh xuống cõi của mình, chấp nhận làm con người, sống mấy mươi năm trong cõi của mình để đồng sự. Thì vậy là bao nhiêu cái khổ đau, bao nhiêu cái phiền muộn, bao nhiêu cái vất vả gian truân, bao nhiêu cái học hỏi để mà hiểu được cái ngôn ngữ, cái sinh hoạt của loài người vân vân, họ cũng phải mất một cái thời gian dài theo cái nghĩa đó, theo cái nhìn như vậy. Nhưng mà thật sự không phải. Các vị Bồ Tát thấu hiểu nghiệp tập của tất cả chúng sanh trong các cõi rồi, đừng có hiểu lầm là phải sống mấy chục năm đây mới biết loài người này sai rồi, không có đâu. Các vị biết được tất cả nghiệp tập phiền não của chúng sanh ở tất cả các cõi, cho nên khi tới cõi nào là chuyện đó thì quá rõ rồi. Nhưng mà xuất hiện loài người thành các ông có râu để thuyết giảng á, thì chắc chắn là hấp dẫn được buổi đầu. Nhưng thời gian ở chúng sanh ở cõi này nó kỳ lắm, nó phải điều tra lý lịch. Nó coi ông này ở đâu. Ông chưa từng nếm mật nồng gai như tôi, đúng không? Ông chưa từng sống khổ đau như tôi thì ông hiểu gì tôi. Nhưng mà thật sự trí tuệ của Bậc Thánh là trong cái gì, cái mùi hiệu là thế gian giải, tức là tất cả những cái gì của thế gian các vị hiểu hết đó. Nhưng mà gì, phải để cho chúng sanh gọi là tâm phục khẩu phục. Các vị Bồ Tát cũng phải cực khổ rồi thể hiện chung như bào thai, rồi tập đi, rồi tập học, tập ăn, tập nói vân vân, rồi phải khổ hạnh, phải cực nhọc công phu hơn mình mới nể. Giờ nói người này ngộ đạo, ăn ngủ hoài mà ngộ đạo cái gì? Không tin. Không tin, và như vậy là họ sẽ mất cái cơ hội để được học đạo lý thôi, chứ không mất gì vị Bồ Tát nè. Rõ ràng là họ mất cơ hội thôi. Như vậy là vị Bồ Tát đã chấp nhận đồng sự nhiếp tới cõi này thì tất cả những cái gì của thế gian là họ đều đã trải qua hết. Để người thế gian không thể nào nói được, ông có từng ngồi thiền chưa, ông có từng nhập định chưa, ông có từng học đạo chưa, ông có từng ăn chay chưa, ông có từng nằm đất chưa, có đủ. Được, nói vậy là tôi nghe. Chứ chưa biết, cái chuyện đó tôi chưa có làm. Chuyện chưa làm thì bây giờ nhiều khi họ còn bắt mấy ông thánh làm lại nữa. Đúng không? Giống như Đức Phật chúng ta xuống đây, bây giờ Đức Phật tuyên bố là trong cái lịch sử của loài người, trước ta và sau ta, không có ông cha nào mà gọi là cái gì khổ hạnh hơn ta hết. Và thế gian cho tới giờ phút này, nói tới Đức Phật mà nói mà ông mà tu khổ hạnh nhất là ta phải nói tới ông Phật không? Không ai hơn Phật được hết. Rồi giàu có quyền quý thì cũng phải nói là một cái thái tử mà chuẩn bị lên làm vua thì cũng không ai bằng. Về phước đức thì không thua ai, về trí tuệ thì không thua ai. Vậy mà còn phải khổ hạnh bao nhiêu năm trời mà lặn lội trong rừng sâu nữa, chứ không phải đạo lý tìm tên thành thị. Tức là một vị Bồ Tát xuống đây đã thấy hết tất cả những căn cơ của mình rồi, cần phải làm cái điều gì. Thành ra cái thể hiện đồng thử nhiếp là khó cũng nếm trải, mà khổ cũng nếm trải, vui cũng nếm trải, tất cả cái chuyện thế gian nếm trải hết. Như mình
mà mình bây giờ được kẻ hầu người hạ, ăn sung mặc sướng như một thái tử, thì chắc là mình có đi tu không? Không chắc đâu. Không chắc đâu. Không có cần tới thái tử đâu. Bây giờ ngủ thức dậy là có người hầu nước, hầu cơm, rồi giặt quần, giặt áo, lo lắng đủ điều, cứ ăn ở không rồi hưởng thôi. Mệt mỏi thì có người chăm sóc ha. Cái gì cũng có người hầu hết. Thì liệu mình có bỏ đi tu không? Chừng đó thôi chưa bằng thái tử. Và chưa chắc là chúng ta thoát khỏi được cái dục nhiễm này. Thì vậy là cái nhiễm dục nhiễm ái thì vị Bồ Tát đã thể hiện một cách trọn vẹn khi đã nhiễm dục nhiễm ái. Tức là lúc mà còn là một thái tử thì sao cũng ăn ngon. Thế gian ngon gì là mình có cái đó để ăn. Và ăn còn ngon hơn thế gian nữa. Thì mặt đẹp thì cái gì cũng có. Ở sang thì chỗ nào cũng có. Gần như không có cái gì mà thái tử thiếu. Mà những cái điều đó là những cái điều mơ ước của cả nhân loại mình. Ngày vậy thôi chết cũng được. Mà nói mà chưa có ai được ngày vậy nữa. Thế vậy là nếu một người mà ngày này qua ngày nọ mà nó sống trong cảnh giới, nó có dễ bỏ đi tu không? Nhưng mà thái tử bỏ đi được, có nghĩa là cái chỗ dục nhiễm, tận cùng cái nhiễm nha, là sống chung với một mỹ nhân. Đúng không? Mỹ nhân không phải là hoa hậu nữa. Hoa hậu bây giờ không biết giá cỡ nào, nhưng mà nói tới từ mỹ nhân là người ta tôn trọng hơn cái từ hoa hậu bây giờ, đúng không? Một mỹ nhân mà được cả cái đất nước công nhận và nhiều nước lân cận là các thái tử đều mê đắm. Tức là cái chỗ mà có thể nhiễm ái sâu nhất, nhiễm dục sâu nhất mà thái tử bỏ ra đây. Thế vậy là từ cái đồng sự thì thuận hoặc là nghịch, nhiễm hoặc là thoát thì người này cũng phải đồng. Chứ còn cái người mà tới đây không có nhiễm dục mà đi tu á, thì anh nói cũng phải nói lại. Cho nên đó là lý do tại sao mà thái tử Tất Đạt Đa không phải là đồng nhân xuất gia mà có gia đình mới xuất gia. Lý do đồng sự này để mình thấy rằng cái mặt thuận, mặt nghịch, mặt dính, mặt thoát gì đó là cái con người của thái tử Tất Đạt Đa đã làm hết rồi. Và trong tất cả những cái mà thụ hưởng cũng như những cái mà vất vả gian tuân sau khi rời cung vàng địa ngọc thì thái tử đã trải qua hết rồi. Thì hai mặt thuận nghịch của cuộc sống một con người mà không nếm trải thì sao? Thì phàm phu nó không chịu phục. Chứ không phải là được cái gì trong cái chuyện nếm trải này. Không phải được cái gì cho một vị Bồ Tát đâu, mà tại vì cái lũ ngu phu của mình không có chịu phục. Bồ Tát phải cực như vậy đó, phải nhiễm dục, phải nhiễm ái vậy, rồi là phải cực khổ, phải gian tuân đủ thứ điều, sau đó nói nó mới nghe. Chứ mà có vị Bồ Tát nào mà xuống không có trừng trải những cái điều này nói được thế giới này nghe không? Không có đâu, nó không có tin. Ông khổ chưa tôi, chưa bằng tôi là tôi không chịu. Và ông sướng chưa hơn tôi thì ông đừng có nói là ông từ giả vật dục. Có những người mà làm ăn thì thất bại, tiền của thì không có, mà ngồi cứ chửi mấy cái thằng tham danh, mấy cái thằng tham lợi, mấy cái thằng tham tiền. Chửi người ta, ủa anh có danh để anh tham không? Anh nói tôi nghe một câu đi. Bây giờ anh muốn cái danh anh được chừng nào để anh làm thử một đời coi anh có không? Mình ngồi đó anh chửi người ta, đúng không? Bây giờ nói anh kia nó tham tiền, nó làm thế này thế kia đó. Nhưng mà bây giờ mình có tiền, mình làm hết một đời mà được nhiêu tiền nói đi. Ngon làm đi, được cỡ chừng đó rồi bỏ đi rồi mới nói chuyện. Bây giờ tiền mình không có, danh mình không có, ngồi đó chửi người ta là chửi sao? Là không được chửi hả? Đúng không? Cho nên là các vị Bồ Tát khi đồng sự nhiễm là đã thấy rõ về cái nghiệp tập của cái loài mình, loài người của mình. Thấy rõ cái tâm lý của cái xã hội loài người như thế nào. Các vị đồng sự là đi sâu vô hết mọi vấn đề và vượt thoát. Cho nên là trong kinh Nguyên Thủy nói là nếu mà có ai khen ta thì phải khen cho đúng. Tức là gì? Thái tử Tất Đạt Đa là người có đầy đủ dục vị. Thứ gì cũng có, đúng không? Và gì? Thấy rõ được cái dục quạng. Có nghĩa là mà đã đi sâu vào trong đó để thấu tận nó. Và thấy rõ cái dục này là nguy hiểm. Và sao? Cho nên có cái dục xuất ly. Thì đó là cái câu khen đầy đủ.
Chứ không phải khen là Thái tử Tất Đạt Đa là bỏ nhà, sống không nhà, rồi là khổ hạnh, rồi mới thành Phật, thì là khen chưa đủ. Tại vì không có nếm trải dục vị, không có thấu hiểu dục vị, và không có thấy rõ cái dục quạng, thì không thể có cái dục thoát ly. Đó là tâm lý xã hội loài người. Chứ không phải là vì Bồ Tát xuống phải làm những cái chuyện mất thời gian đó, nhưng mà Bồ Tát vẫn phải mất thời gian như vậy. Đó là cái cách đồng sự nhiếp của Bồ Tát. Thì giờ mình đồng sự với cái cõi này, chúng ta ví dụ một cái chuyện rất là nhỏ thôi nha. Bây giờ ở tất cả các chùa, thì theo lịch sử từ xưa đến giờ, không phải theo lịch sử mà theo truyền thống, thì tín đồ Phật tử là cái người hộ pháp, tăng ni là cái người chuyên tu, đúng không? Cái truyền thống là như vậy. Cho nên đó là chùa nào mà hưng thịnh thì nhờ đàn Việt tính tâm khiến cho tăng ni ở trong các ngôi chùa. Thứ nhất là sau giờ tụng kinh, sau giờ tọa thiền, sau giờ học pháp thì không biết làm gì nữa. Ở đây xin lỗi là mở ngoặc ra là không biết làm gì nữa. Và như vậy là mình cố gắng mình học, mình cố gắng mình tu để mình có phước, mình hồi hướng cho Phật tử thì cũng được đi, đó cũng là cái kiểu của truyền thống á. Nếu bây giờ mình thấy, nhà hỏi thiệt tăng ni nha, có ai mà chứng kiến hoặc là đã trải nghiệm một người ra chợ thức khuya dậy sớm để họ có được đồng tiền không? Này hỏi thiệt, quý thầy hiểu nổi cái này không? Rồi đó là tranh giành, rồi là cự cãi, rồi là hơn thua, rồi là đủ thứ người ta mới có được đồng tiền, gọi là đổ mồ hôi sôi nước mắt. Thì bây giờ với thầy đồng sự cái gì, nói con nghe đi. Đồng sự cái gì? Có bao giờ mình thực sự mình quán công lao khó khổ của một người nông dân dân cho mình một hạt cơm, là mình động tới cái tim của mình nó nhói đau không? Và mình hết sức thông cảm với một cái sự cực khổ lao nhọc của một người đang dở cuốc miếng đất ở ngoài đồng giữa nắng cháy. Có chưa? Có chưa? Bây giờ phải hỏi thiệt là có chưa mà nói đồng sự? Chưa. Chưa có ai mà đủ cái quán trong một bữa ăn như thế này nữa, chứ đừng có nói chuyện đồng sự. Đồng sự là sao? Là mình sẵn sàng chia sẻ cái nỗi khó khăn của một cái người đang lo cho mình. Nỗi khó khăn đó là cái gì? Ví dụ nè, bây giờ họ đang làm ăn cực khổ rồi ha, họ thu nhập bây giờ nó bắt đầu thất thoát rồi. Và bây giờ là mình dám mình bỏ một bữa ăn không? Hoặc là mình ăn ít lại, thay vì mình ăn 3 chén, bây giờ mình ăn 2 chén, mình ăn 3 bữa, giờ mình ăn 2 bữa, hoặc là ăn 1 bữa. Bây giờ thí chủ của mình, cái người lo cho mình là họ bắt đầu khó khăn rồi. Mình phải nghĩ tới cái chuyện là tiết kiệm, thay vì ăn chén cơm thì giờ đổ nước, nấu cháo mình ăn. Ví dụ vậy đi. Thì đó mới được gọi là đồng sự, mà chúng ta có đồng sự nổi tới đây chưa? Hay là lên gõ cái gan liếc liếc, sao nay nó cúng không có được đàng hoàng. Nhìn bữa cơm nó cúng đàng hoàng là khó chịu, tại sao không lo cho sư phụ đàng hoàng để tạo phước, cúng cho sư phụ đầy đủ để mấy người có phước. Hay là nghĩ tới cái chuyện là thương nó quá, nó khó khăn quá, nó nay nó không có đủ sức để cúng như bữa trước cho mình. Chúng ta có đủ cái tâm tư này chưa? Chưa chắc là chúng ta có. Là bây giờ mình đồng sự là mình săn quần, săn áo xuống đồng để mình cấy ruộng với nó. Mình lao vào cuộc sống để mình có thể chia sẻ một cái phần nào khó khăn cho cái người thí chủ của mình. Chưa có ai dám suy nghĩ điều này. Bây giờ nói là bây giờ một người tu mà đi kiếm kinh tế là nó đã sai với truyền thống rồi. Xin thưa sai không? Tất cả những cái này chúng ta phải xét lại về cái từ đồng sự của Đạo Phật. Đồng sự có nghĩa là đồng lao cộng khổ.
Thì bây giờ có mấy ai là cái người tu thực sự đồng lao cộng khổ, chia sẻ cái nỗi khó khăn với người nông dân? Bác quá là nay là có đàn ngồi xin lỗi nha. Cỡ đó là quá rồi đó. Tôi thấy cỡ đó là quá rồi đó. Thì đương nhiên nó cũng là có cái tâm nghĩ ngợi tới cái thí chủ của mình. Nhưng mà đó chúng ta cũng phải xét lại. Từ cái gì mà thể hiện sự đồng sự chúng ta có thấy không? Cho nên cái sự đồng sự theo cái nghĩa của thời gian thì đã chưa chắc gì mà những người tu sĩ của chúng ta đã làm một cách gọi là đúng với cái nghĩa của nhân tình thế thái. Còn cái đồng sự của vị Bồ Tát thì hết bạn rồi, phải chưa? Đó, nhưng mà Thái tử Tất Đạt Đa nãy là chúng ta thấy cái chuyện đồng sự đó là nó lớn lao. Nhưng chuyện nhỏ để có thể chia sẻ nỗi khó khăn của một người khác thôi đã không có rồi. Đã ví dụ như sống trong chúng đi, có một cái nhóm người họ làm rất là cực, mình cũng được phân công và mình làm xong công việc của mình rồi thì mình kiếm đường mình nghỉ, chứ bao giờ mình nghĩ là huynh đệ mình cực, mình phụ làm cho nó xong không? Điều này cũng chưa thấy nữa. Trong cái đời sống tập thể thôi thì cái chuyện mà đồng sự với nhau chưa kiếm ra được, sợ rồi lo với người khác bị động tâm. Nhưng bây giờ mình nhiếp tâm mình vô thiền định, ai cực khổ cậy ai. Đúng không? Sống trong chúng rồi, sống trong tập thể là chúng ta còn chưa thể hiện được cái tình này nữa. Thì làm sao để mình có thể mở tâm ra được mà mình đón nhận cái trí tuệ cao siêu của đạo giác ngộ giải thoát? Những cái này chúng ta đã bị đóng bít rồi, điện tâm cho thành để là chai lì sỏi đá, rồi ai chết mặc ai, tôi cứ mô Phật. Mô Phật để được giữ cái tâm thanh tịnh. Và đây là cái điều mà nhiều lần chúng tôi đã nói trong nhiều bài giảng, để thấy rằng khi mà chúng ta đã là con người đến cái loài người này thì phải nói một câu là chúng ta yêu quý cái cõi này chúng ta mới tới, chứ chúng ta không thù quán. Thấy chưa? Vì nếu như chúng ta đã yêu quý cái cõi này chúng ta tới thì chúng ta phải đồng sự với tất cả những cái của loài người. Và gì? Mục đích là cứu thoát mọi người ra khỏi cái lầm mê sanh tử. Ví dụ như là chúng ta đồng sự với họ để cứu thoát họ. Chúng ta đồng sự để chia sẻ được cái nỗi khó khăn gian khổ của mọi người. Thì chúng ta mỗi người trong một cái hoàn cảnh của mình mà mình thể hiện cái trí tuệ, thể hiện cái năng lực của mình và thể hiện cái sự sống của mình một cách thực sự vào cuộc sống này, để mình có thể chia sẻ được là tùy cái hoàn cảnh, tùy cái môi trường của chúng ta. Chứ chúng ta đừng có lạnh lùng nữa. Tôi là một tu sĩ, tôi nhìn thấy các vị tu sĩ lạnh lùng với nhân thế, tôi thấy tôi xót lắm. Tôi đứng cái vị trí của một cái người Phật tử đang hướng về những người tu, đang chăm lo những người tu với tất cả các lòng tôn kính, với tất cả những cái lòng thành của một người Phật tử đang hướng về Tam Bảo. Họ lo lắm, họ lo từng ngày, từng giờ. Nhưng mà nếu tu sĩ đáp lại cái là từng ngày, từng giờ mình lo tu thì coi như là một cái sự đền đáp. Nhưng mà có mấy người thấy được điều này, hiểu được cái chuyện của nhân tình để chúng ta lo gìn giữ cái tâm của mình thanh tịnh để tu tập thôi thì cũng chưa kiếm được. Thì như vậy là chúng ta không có thể đồng sự được. Theo cái nghĩa thế gian chúng ta còn chưa đồng sự được. Đừng có nói tới cái nghĩa cao như nãy mà nói Đức Phật. Đức Phật đã đi vào cái cõi thế này là một vị Bồ Tát giác ngộ rồi họ mới tới. Thật ra nói tới tứ nhiếp pháp là một trong những cái mà gọi là nhập thế của một vị Bồ Tát để có thể làm cho tất cả mọi người nhiếp phục tất cả chúng sanh. Tất cả những cái việc mà vướng mắc, những cái việc mà lầm lẫn ở chúng sanh đều được nhiếp phục để đưa họ về cái chỗ giác ngộ giải thoát. Đó, cái nghĩa tứ nhiếp pháp đó là như vậy, chứ không phải là thu hút quần chúng để cho đông hay là nhiều người quy thuận với mình, gọi là mình nhiếp phục được nhiều, thì cái đó không phải là tinh thần của đạo Phật. Tuy nhiên đạo Phật có cái đức, những người tu mà có cái đức
thì tự động quần chúng sẽ thương quý. Và nhờ cái đức tu của mình mà mình sẽ âm thầm cái chuyện mà đã lộ tướng á, thì là ái ngữ, chuyện lộ tướng là bố thí lợi hành. Nhưng mà trong cái bố thí mà chuyện mà không có lộ tướng là bố thí vô quý là không có mấy người cảm nổi đâu. Bố thí pháp, bố thí tài này nọ nọ kia thì người ta có thể thấy. Nhưng mà đêm đêm các vị tu tập mà có được một sự bình an thì mình liền đem tất cả những công đức tu hành của mình để hướng tới, để mong cho tất cả mọi người, mọi loài đều được yên ổn, thanh tịnh như mình. Đang lúc yên mà hồi hướng vậy cái nó động mất tiêu rồi. Thành ra là hư công phu, cho nên không ai dám làm điều này hết. Đúng không? Nhưng mà tới khi các vị mà đã đạt tới cái đỉnh sâu của thiền định rồi thì họ ở sâu trong thiền định và cái tâm từ họ khởi lên với cái trí tuệ thấy được cái sự bất an đau khổ tất cả chúng sanh muôn loài, và họ khởi cái từ tâm lên thì cái năng lực của từ tâm sẽ đi tới những người mà họ đang hướng tới, thì ít nhiều cũng đem đến sự bình an cho tất cả mọi người mọi loài. Đó là cái đức bố thí vô quý. Mà cái này khó lắm. Cho nên hồi xưa mà khi đọc tới cái bố thí vô quý cái tự nhiên mình thứ nhất là không hiểu nổi. Phải nói là sử dụng rất là nhiều ngày, nhiều tháng trong cái công phu tu hành. Và tới một cái ngày mà mình ngộ ra được cái bố thí vô quý là cũng mất mấy chục năm ở trong chùa. Chứ còn nghiên cứu đạo Phật mà nói giảng tứ như pháp mà nói tới cái bố thí vô quý, tôi nói xin thưa là chúng ta chỉ nói theo cái nghĩa của cái người phàm thôi. Chúng ta không có đào sâu được cái tứ như pháp theo cái cách nói của Kinh Hoa Nghiêm này. Kinh Hoa Nghiêm muốn nói tới cái tứ như pháp là một cái gì đó rất là sâu. Và nó rất là thực, chứ không phải sâu là nó rời cuộc sống này. Cái chiều sâu của đạo lý nó có một cái điều rất là lạ là gì? Chúng ta càng đi sâu vào đạo lý bao nhiêu á thì càng thâm nhập sâu vào đời sống thực tế bấy nhiêu. Thì đó là cái loại đạo lý giác ngộ giải thoát của đạo Phật. Người nào mà nói là tôi đang thâm nhập Phật đạo, tôi đang hiểu rất là sâu, tôi đang dụng công rất là sâu, mà càng xa rời cái thế gian này và không có lợi ích cho ai thì cái đó cần phải xét lại. Không có chuyện đó đâu. Với cái sự hiểu biết của tôi về các vị thánh thì tôi thấy rõ ràng là các vị mà càng chứng thánh quả cao chừng nào á là càng đi sâu vào cái đời sống để làm lợi lạc cho thiên hạ nhiều chừng đó, cho nên mới có cái chuyện tứ nhiếp pháp này. Thì nó vừa sâu, rất là sâu trong Phật pháp mà vừa rất là thực tế trong đời sống để có thể lợi lạc cho tất cả mọi người. Thì đó là cái tinh thần của tứ nhiếp pháp. Còn nếu mà chưa có đủ cái sức để thâm nhập Phật đạo thì sao? Thì không đủ sức để lợi lạc nhiều người. Cho nên tinh thần tứ diệu pháp là một trong những tinh thần Bồ Tát mà nhập thế rất là tuyệt hảo ở trong đạo Phật. Rồi tới nhiếp các chúng sanh thì theo tứ diệu pháp đó. Và về mặt thế gian để thể hiện cái gì, giờ bắt đầu nói rõ là làm chuyển luân thánh vương để châu cấp tất cả cho thiên hạ. Như vậy là một quý vị làm chuyển luân thánh vương theo kinh nói là sao? Có đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Nếu đời đó tu thì sẽ chứng thành Phật quả, còn không tu thì sao? Làm vua tứ châu thiên hạ. Như vậy mới gọi là cái người đức lớn được. Cả đó là cái người đức lớn, có nghĩa là cái phước của họ và cái trí của họ đủ để có thể làm Phật trong đời đó. Thì như vậy là họ đã trải qua hằng hà sa số kiếp tu tập mới đủ phước làm chuyển luân thánh vương. Và nếu muốn thành Phật thì đời đó sẽ thành Phật. Nhưng mà họ muốn thành Phật, họ muốn đi tiếp trong nhân gian hải độ sanh theo cái hạnh của Bồ Tát thì làm chuyển luân thánh vương rồi tiếp tục đi nữa, đi nữa, đi nữa trong sanh tử. Nhưng nếu mà nói thành Phật thì họ đã đủ phước rồi. Đủ phước rồi. Nhưng mà có hiện tướng để thành Phật hay không, đó là tùy cái tâm từ của vị đó thôi. Nếu mà thấy trong cái cõi nước này mà có người đủ phước để thành Phật
thì họ tiếp tục làm vua tứ châu thiên hạ để đi độ người ta bằng chánh pháp. Vì vua Chuyển Lương Thánh Vương thì không thể độ người khác ngoài chánh pháp được, cho nên là cái động dụng cái suy nghĩ là bằng chánh pháp rồi. Vì cái người mà đã quấn cái lụa ly cấu vân vân đúng không, là tự tại tất cả các pháp thì mới đủ sức làm Chuyển Lương Thánh Vương. Đây là điều để chúng ta thấy rằng cái cách mà diễn đạt của cái vị Bồ Tát ở đây về một cái con người xuất hiện trong cái cõi giới này, cũng như là cái cách điều phục tự tâm của mình một cách rất là rõ, nó là một cái gì đó rất là song hành. Nhưng nó vừa có lợi trong tự tâm là vừa có lợi cho đời sống. Các vị Bồ Tát luôn làm cái điều này, cho nên mới được gọi là cái gì? Những vị đó là những vị giác hữu tình, tức là lợi ích chúng sanh, đúng không? Là cái vị hữu tình giác, là tự giác ngộ rồi làm giác ngộ cho người khác. Thì đó là tinh thần của các vị mà Bồ Tát lớn ở đây diễn tả. Một đại Bồ Tát an trụ công đức tự tại như vậy rồi, có đông quyến thuộc chẳng ai làm trở ngại và phá hoại được. Đúng là cỡ cái mức này thì ghê gớm lắm, là tứ châu thiên hạ đó là quyến thuộc rồi, cả tam giới này là đã làm chủ rồi, thì không ai có thể phá hoại được. Họ nhiều khi họ thể hiện cái này kia là cho vui trong cuộc sống này thôi, chứ còn cái đức của họ, họ không có bị cái gì phá nổi. Công phu, công hạnh cũng như phước báo là không có cái gì phá nổi đâu. Cỡ cái gì, ví dụ như trong cái việc làm mà cái gì đó họ bị chậm á, là có khi họ cũng muốn như vậy. Hoặc là cái thời điểm đó đó, nhân tình không đủ phước để hưởng. Ví dụ như cái thời này đi, mà tăng ni cũng như Phật tử cũng như loài người chúng ta đủ phước để có thể hưởng đó, thì các vị Bồ Tát xuống tới đây họ mang cái phước họ theo, và họ có thể chia sẻ trong cõi này. Nhưng mà chúng sanh không có tu tập, không có đủ phước để hưởng. Và họ sống với cái đời sống của một cái gì đó nó tương tầm với cái phước, cái nghiệp của cái loài này, loài người của mình. Và họ sử dụng những phương tiện để độ sanh cũng tương tầm với cái nghiệp tập của những người đang có. Cho nên mình được hưởng cái gì á, là các vị Bồ Tát đã thấy rõ trước khi tới đây là. Cho nên dạy cái gì, phương tiện cái gì, gần gũi ai cái gì, giáo hóa cái gì, là các vị thấy rõ cái điều đó. Không có lầm cái việc độ sanh. Nên nhiều khi mình người này mình nhìn qua mình thấy, ủa sao người này mà gần nó bị sáng mà họ không có sáng ra. Không phải là Bồ Tát không có thương, nhưng mà không thể nào lấy viên ngọc bỏ vô bàn tay lấm bùn được đâu. Cái chai nước dơ không lấy nước trong đổ vô được, phải xúc chai đó, đó. Xúc kiểu gì đó thì tùy phương tiện của Bồ Tát. Mình chưa biết ổn xúc mình kiểu gì. Thật ra là chúng ta thấy rõ ràng là các vị Bồ Tát đó, đủ sức để có thể chuyển hóa mình, nhưng mà cũng tùy cái nghiệp tập phiền não của mình. Lúc nào chúng ta đủ tâm, lúc nào chúng ta đủ tầm thì chúng ta sẽ nhận được tất cả. Vũ trụ này đã cho, đang cho và mãi mãi cho tất cả chúng sanh muôn loài tất cả các cái mà chúng sanh muốn. Nhưng mà chúng sanh đủ tâm gì, đủ cái tầm gì để nhận được cái gì tương ưng với cái tâm và cái tầm của mình, tầm phước báo của mình. Chứ mình không thể nhận hơn được đâu. Cho nên người ta giàu, người ta nghèo trong cái cõi này, người ta sướng, người ta khổ trong cái cõi này, thì là do gì? Do cái tâm và cái tầm phước báo của mọi người. Đừng có bao giờ mà, tôi nói những người mà hiểu biết á, thì đừng có bao giờ phiền trách là người này gạt tôi, họ lấy tiền. Không có đâu, không thể gạt được. Nếu mà không đủ phước để hưởng đồng tiền này thì họ cũng gặp họa, mình khỏi cần trù. Cho nên có những người mà bị gọi là bị gạt tiền, tôi hay khuyên, gần đây có phiên trận một phiên cũng được. Tôi nói là bây giờ cái hồi mình cho người ta là mình cho bằng cái gì? Mình thương người ta mình cho, đúng không? Thì trên thực tế là chúng ta thương, chúng ta cho vật chất.
Và lúc đó chúng ta có thương à. Nhưng bây giờ phát hiện ra họ xài đồng tiền nó không có đúng như cái kiểu hồi trước mình muốn. Rõ ràng là không đủ như cái kiểu hồi trước mình muốn, cho nên bây giờ mình quật lại người ta. Thì rõ ràng là cái lúc mình cho là mình có ý đồ. Còn bây giờ mình cho người ta là bằng cái tình thương, mà tới hồi mình phát hiện là mình họ xài cũng không có đúng với cái ý của mình, thì mình cho người ta tiếp bằng cái gì nữa? Không có cho vật chất mà tiếp tục cho tình thương. Thì cũng là một cách để mình cho, nhưng mà giờ thôi nó xài nó không có lợi ích. Nghĩ rằng ông lấy này ông đi xài có lợi ích thì tôi cho tiếp, còn ông xài không lợi ích thì tôi không cho tiếp. Tiền bạc nếu ngon thì cho tiếp tiền bạc để xài, và mình khuyên nó nên là nên xài lại, đừng có xài cái kiểu như trước giờ nữa. Ví dụ vậy đó là tiếp tục bình thường. Còn ít lắm á, tôi nói ít lắm thì mình phải nên cầu nguyện cho người đó là họ đã lấy được đồng tiền của mình, và cầu cho họ đủ phước để hưởng hết đồng tiền này trong cái sự yên ổn. Hỏi làm vậy được không? Nó nghe thầy nói hay quá mà tôi làm không nổi. Tôi không nổi thôi chứ sao vậy? Đúng không? Thì thương người ta, hồi trước cũng thương, bây giờ cũng thương. Đó là cái cách thể hiện tình người. Và mình không nói tới bài trái của nó. Còn bây giờ hồi trước mình thương người ta, mà bây giờ mình thù người ta, thì rõ ràng là mình có tính toán, chứ không phải là mình là người vô tư. Mình vô tư là không có chuyện thù. Cho nên nếu mình là người thật sự vô tư trong đời sống này, thì mình là cái người đền ơn, mình là cái người báo ơn. Chứ mình gọi là ban ơn, hả chưa? Mình báo ơn, chứ mình không có được lại cái gì? Là uất hận. Tại sao bây giờ mình uất hận? Nhân gì dẫn tới sự uất hận? Mình phải xét lại mình. Nhưng nhiều khi chúng ta hiểu sai vấn đề thì thôi, chuyện lộn xộn mình chịu thôi. Chứ còn mình hiểu theo cái nghĩa của một cái người mà gọi là làm lợi lạc cho người khác, thì đó là người trước đây mình dành quá nhiều thời gian để làm lợi lạc cho họ, thì tại sao mình không có làm cho nó trọn cái tính mà mình đã tính ban đầu? Bây giờ mình bẻ gãy thì đó là cái sai hay cái đúng từ ai thì mình không biết. Cái vị Bồ Tát thì lìa khỏi lỗi lầm và không có nhàm chán. Phước đức thì trang nghiêm, tướng hảo thì viên mãn, được nhân thân rất là đẹp, được nghiệp thanh tịnh. Chúng ta thấy đây cái cách tả diễn tả của vị Bồ Tát mà từ trước giờ mình nói đó. Khi mà đã điều phục được cái quán đói ở nơi lòng cũng như là cái quán đói ở bên ngoài, thì tự động là thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ, ba nghiệp rất là thanh tịnh. Mình là có cái chút kinh nghiệm tu ha, thì mình sẽ nhìn cái người mà thanh tịnh và cái người ô nhiễm á. Nói đây không phải mình phân biệt, nhưng mà tại vì mình có kinh nghiệm tu tự động chuyện này nó lộ ra. Còn không có mình gắn môi móc theo kiểu thế gian thì nó cũng sai hết rồi. Rõ ràng mình thấy người ta nhìn mình thôi, người ta cười với mình, hoặc là người ta hỏi mình một câu. Thì nếu mình thực sự mà thanh tịnh, mình sẽ thấy cái mức độ rung động từ cái tâm của họ đang hướng về mình, cái mức độ rung động ở cái tầng nào mình sẽ nhận ra hết. Không có giấu được đâu, dù là rất là xa. Thậm chí là nghe cuộc điện thoại bên kia, chúng ta cũng đủ biết cái sự rung động của người này khi nói chuyện với mình theo cái kiểu bình thường, nhưng mà họ đang có cái gì ở nơi tâm đang hướng về mình. Tốt bao nhiêu, xấu bao nhiêu nó rung động rõ lắm. Đục bao nhiêu, trong bao nhiêu nó rung động rõ lắm. Nhiều khi là mình cũng trưng diện thật là đẹp để mình đi gặp, nhưng mà người ta nhìn mình không phải bề ngoài. Người ta nhìn thấu được cái gì của mình đó. Nó đục, nó trong, trong cái cách của mình đó. Nó không phải đơn giản, lúc đó cái tâm mình nó hiện ra cái tướng đó. Cho nên là cái trưng diện bề ngoài không có giấu được cái tâm của mình, không có giấu được cái điều đó. Thật ra là khi một người mà họ tới cái chỗ thanh tịnh rồi á, thì họ giả bộ cái kiểu lèn phèn đi nữa, người khác cũng nhận ra. Cho nên đây gọi là cái nghiệp
cái tướng trang nghiêm, cái tướng hảo trang nghiêm mà dẫn tới cái sự viên mãn như thế này thì người này là tuyệt vời rồi, hết đường để bàn rồi. Mình đang nói tới cái tầng mà thấp thấp như mình thôi. Mình thấy rõ ràng là mỗi một cái ngày mà mình sống mà chúng ta bị dính nhiễm, và một ngày sống chúng ta không dính nhiễm thì đêm đó nó sẽ có câu trả lời, đúng không? Có câu trả lời liền là đêm đó mình ngủ sâu giấc, mình ngủ được yên, không mộng mị, đúng không? Ngày mình dính nhiễm với tùm lum chuyện hết, tối ngủ trằn trọc, ngủ không có sâu, thậm chí có những cái mộng ác. Nếu mình làm sai đương nhiên là mình cũng biết, chứ không phải mình không biết, nhưng mà vì cái gì đó cho nên mình phải phạm. Như rồi mình cũng sẽ ân hận, mình sẽ ái nái vân vân, tất cả những cái chuyện đó sẽ làm cho giấc ngủ chúng ta không thể sâu được. Đừng nói người không tu không biết chuyện này, ai cũng biết, ai cũng có hết đó, chứ không phải đợi người tu đâu. Có điều là họ không nhận ra một cách rõ ràng, và thậm chí là cái hoàn cảnh sống gì gì xã hội đưa đẩy người ta sẽ đi vào những cái sự sai lầm đó. Nhưng mà nhìn theo cái nhìn của cái người tu Phật là gì? Mà tôi hay nói một cái câu hơi đùa đùa là gì, giờ này họ còn thích làm chúng sanh chứ chưa thích làm Phật. Là thích là cái chúng sanh, là chơi theo cái trò của chúng sanh. Đó, khi nào mà thấy cái chuyện làm Phật hấp dẫn thì họ đi làm Phật. Đơn giản vậy thôi chứ còn không có tội lỗi gì đây. Đối với tôi là không ai tội lỗi, không ai lường gạt, không ai xấu dở đó. Là tại vì bây giờ họ thích chơi cái trò của chúng sanh, thì chúng sanh đương nhiên có nhân quả của nó. Tới chừng nào họ chán chơi cái trò chúng sanh nữa, là bắt đầu họ muốn làm Phật, chắc chắn là họ sẽ làm tốt, chứ còn không có lỗi lầm. Thành ra cái môi trường sống của cái chúng ta ở cái cõi này, phải nói thật là môi trường sống của ta ở cái cõi này, thì khi tới đây á, giống như nãy mình nói là cái người tới đây vì nghiệp, như chúng ta đang tới. Còn các bậc thánh tới đây không phải vì nghiệp, và họ sẽ thể hiện một cái đời sống nó cũng lẫn lộn với mình, đồng sự nhiếp, họ lẫn lộn trong đời sống này của mình, đôi khi chúng ta lầm. Chứ còn á, nếu mà chúng ta thực sự nhận ra một cách thật lòng là một vị thánh bằng tất cả những cái thấy biết công phu của mình vốn có trong nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ gom tụ lại gần như là thiện căn chúng ta tới lúc đã nảy nở rồi, thì chúng ta sẽ nhận ra một vị thánh đang có mặt ở trong cõi này và mình có đủ duyên để mình gặp. Quý vị thấy một cái điều tuyệt vời là với tất cả những cái thiện căn đã nổi lên đó, đủ để có thể dồn hết cái lực cho chúng ta một lần gặp một vị thánh. Và chỉ cần chúng ta đối diện với vị đó thôi, với tất cả những tâm lực mà vị thánh thấy đủ để có thể cứu thoát mình, thì quý vị sẽ thấy điều tuyệt vời là xảy ra không quá 5 phút là mình bị lột xác thành một con người mới. Không đơn giản đâu. Lực của các vị mà tu không đơn giản đâu. Nhưng mà tại vì mình còn quá nhiều lý do để gặp một vị thầy. Lý do đó là cái gì thì mình hiểu rồi. Gặp thầy vẫn đủ thứ chuyện hết đó. Nó chỉ là cái chuyện duy nhất có đạo lý để phá vỡ sinh tử cho mình, cho nên mình cứ dập dùi hoài. Thành ra ở đây đủ sức để mà có thể nhìn được cái thân tướng trang nghiêm của vị thánh xuất hiện trước mặt mình, thì chúng ta sẽ thấy rằng con người đó thực sự rực rỡ hào quang trước mặt mình, một cái người đó trong sáng trước mặt mình, một người vượt thoát trước mặt mình, và đó là người đang cứu thoát mình. Lúc đó chúng ta giao hết cái thân mạng đi, chúng ta sẽ thấy điều tuyệt vời xảy ra. Chưa có một người học đạo nào đủ sức cái điều này. Đó là điều mà chúng ta bị lỡ rất là nhiều cơ hội khi đối diện với những vị thánh. Những người có năng lực để giúp mình, họ đang chờ đợi mình mở cửa lòng. Lúc nào các vị tới đây cũng chờ cái chuyện này hết á. Nhưng mà mình đóng nhiều lớp cửa quá, mở không có được. Thì thôi phải ở trong đó hưởng những cái nghiệp của mình tiếp thôi. Chờ đợi đời này không được thì qua đời khác. Chứ các vị cũng luôn luôn là theo dõi từng bước chân sinh tử của chúng ta để cứu giúp mình. Nhưng phải chờ đợi chúng ta đủ tâm, đủ tầm thì mới có thể giúp được. Thành ra là đối với các vị mà đã đủ sức để có thể điều phục mình thì cái nghiệp của họ thật sự rất là thanh tịnh.
Cái sự thanh tịnh của chúng ta đủ cái độ chúng ta cảm đó nha. Không biết quý vị có bao giờ mà đứng trước một cái tượng Phật, chúng ta ở đây nói tượng Phật thôi, khi mà chúng ta lắng lòng mình thực sự thanh tịnh hướng về Đức Phật á, thì cái sự rung cảm nó xảy ra, sự rung cảm xảy ra vì chúng ta cảm được cái lực thanh tịnh, cái lòng từ của Đức Phật, cái trí tuệ của Đức Phật, tất cả mọi cái bắt đầu nó rần rần nó tới với mình, nó tới với mình lúc nào thì mình bị rung cảm lúc đó, tới nhiều thì rung cảm nhiều tùy cái mức độ cảm nhận của mình. Đừng gặp người đốt nhang lại liền, khoan hả, từ từ đi. Từ từ đi. Ví dụ chúng ta vô chánh điện, chúng ta đứng, chúng ta thả lỏng, mình hướng về Đức Phật. Đừng có dội vô chùa đó kiếm nhang rồi giấy giấy gì đó tùm lum rồi nghĩ lại cái đi ra không có cái rung cảm này hết á. Không có chút rung cảm nào đâu. Rồi chúng ta đứng, chúng ta thả lỏng ở một cái chỗ nào mà thờ những tượng thánh, tượng Phật đó, chúng ta thử đi. Chúng ta hướng về với tất cả những cái sự thương yêu, tôn kính, sự quý mến của mình, đang hướng về để mình có thể được tiếp nhận cái gì đó. Thì lúc đó tự nhiên mình rung lên mà hai chân mình mềm xuống, cái mình quỳ xuống mình lại, trời tuyệt vời vô cùng. Một lần như vậy thôi thì quý vị sẽ thấy được cái năng lực trí tuệ, cái lòng từ của Đức Phật, cũng như là những cái gì cứu thoát từ Đức Phật, nó bắt đầu nó rót vào tâm của mình để nó đủ sức chuyển hóa mình. Rất là dễ được câu thông và kết nối với năng lượng này. Nếu như chúng ta đứng trước tất cả những cái tượng thờ của Phật ở bất kỳ chùa nào, hoặc là các vị thánh mà chúng ta đủ cái tâm này, thì quý vị tự động phải tự lắng tâm mình được, tự lắng động mình được, để mình hoàn toàn là một cái người mà mở tâm ra để đón nhận tất cả những cái gì cao quý nhất từ Đức Phật rót xuống cho mình. Thì bảo đảm là chúng ta sẽ nhận được cái sự rung cảm đó. Và đó mới là cái sự thật mà mình thương, mình kính Đức Phật. Và lúc đó quỳ xuống lễ lại chưa có muộn. Chứ đừng vô chùa dội dội lại rồi đi chùa khác lại cho nhiều chùa. Mới cần vậy đâu, không có cái độ rung cảm đó thì phước lực, phước đức nó không có. Tức là sau một cái lần mà chúng ta thực sự được một cái lần rung cảm đó rồi, thì chúng ta được câu thông, chúng ta được kết nối, chúng ta được hòa quyện vào cái trí tuệ về cái tâm từ bi của Đức Phật, vân vân, tất cả những cái đạo hạnh gì của Đức Phật bắt đầu nó rót vào tâm của mình, thì lúc đó là mình đã mở tâm đón nhận một cách thực sự. Cái còn tôi thấy tụng kinh theo nghi thức nghi lễ rồi lại thì đánh cái bong cái mình lại xuống, mình đứng dậy vô cảm, không có một sự rung động, không có sự kính ngưỡng, không có cái tình thương yêu và tôn quý Đức Phật. Coi lại cái từ trước mình lại kiểu gì, trước giờ mình lại kiểu gì biết liền à. Hỏi coi mình lại có rung không. Mỗi lần mình lại mà rất đầy cái sự kính ngưỡng thương yêu Đức Phật thì chúng ta sẽ mới đón nhận được cái năng lực đó. Còn cái nghi lễ nghi thức là tại vì vì cái nghi thức là phải lại, mình lại theo không? Không có gì đâu. Cho nên tất cả những người mà theo đạo Phật, tôi nói là cần phải có cái phòng riêng cho mình là vậy đấy. Để có cái lúc nào đó mà mình không phải là rảnh rỗi đâu mà nha, không có dụng từ rảnh rỗi đây được, mà cái lúc đó cái thiện căn của mình nó được trỗi dậy, cái phước đức của mình nó được gom tụ lại, cái nhân duyên của mình quá đủ để mình có thể nhận lãnh cái điều cao quý từ Đức Phật. Và ngay từ giờ, ngay giờ phút đó mình được ngồi ở cái phòng thờ yên tĩnh của mình, hoặc là trước tượng Phật là cái gì đó, thì chúng ta sẽ nhận được tất cả những cái điều mà mình muốn lâu nay. Và có khi cái phút giây đó nó xảy ra rất là ngắn, và chúng ta mất hoàn toàn cơ hội đó. Nếu như bây giờ nó không phải là phòng thờ, nó không phải là nơi trang nghiêm, mà nó là một cái chỗ đứng vắng ở đâu đó trong rừng hay là ở ngoài đường đi cái gì đó, mà quý vị tự nhiên mình thấy cái độ rung cảm mình, tự nhiên cái thiện căn mình nổi lên, mình hướng về Đức Phật với tất cả những cái tình cảm thương quý mà nó rung động thực sự với cái tình này. Nó vừa rung động, nó vừa trong sáng, nó vừa nhẹ nhàng cái gì đó, tất cả những cái đó bắt đầu nó xảy ra, thì chúng ta nên dừng lại ít phút thôi.
nên dừng lại để chúng ta nhận được cái sự rung cảm này. Và đó cũng là cách. Còn mấy người mà thường hay ngồi thiền, mà sở dĩ mà chúng ta ngồi thiền mà tùm lum chuyện nó không có yên là sao? Là chúng ta chưa có thực sự lắng động mình. Nói thì mình quyết tâm mình tu, mình gán mình ngồi 1 tiếng 2 tiếng vậy, chúng ta chưa có chịu buông bỏ cái gì hết trơn á. Chứ nếu mà mình thực sự buông bỏ thì lấy cái gì để động tâm mình, đúng không? Mình nghĩ chuyện này chuyện kia là mình còn quan trọng chuyện đó hơn là cái chuyện thanh tịnh của tâm. Nếu như một ngày nào đó bất kể mọi người tu thiền nào mà xác định được cái thanh tịnh của tự tâm là cái duy nhất cho cuộc đời của mình và duy nhất cho cái việc mà mình đang ngồi thiền ở đây, và mình phải xác định điều đó cho rõ. Thì quý vị ngồi xuống chỉ là cái việc duy nhất là tâm thanh tịnh chứ không có cái chuyện thứ hai, thì tự động là những cái khác nó sẽ được lắng dịu. Nhưng có mấy ai làm được điều này đâu. Có nghĩa là gì? Chúng ta không có đủ cái độ quyết tâm để nhiếp phục tâm mình. Chứ mất cái gì ngồi thiền động tâm hoài. Trả lời một câu đơn giản là mất quá nhiều thứ. Đúng không? Mất quá nhiều thứ, dướng quá nhiều thứ cho nên ngồi xuống tâm mình mới động. Chứ thực sự không có khó khi chúng ta nhập đạo, chỉ khó là chúng ta có chịu làm hay không thôi. Các vị đó được cái nghiệp thanh tịnh, lìa các nghiệp chướng, tu hành đầy đủ tất cả bố thí, hoặc là bố thí thực phẩm, xe cộ, thí y phục, ràng hoa hương, giường ghế, thuốc men, vân vân, voi ngựa, rồi những kẻ đến xin ngôi vua cũng tặng nè ha, xin lộng phan vật báo cũng tặng, đồ trang nghiêm cũng tặng, tất cả những cái gì mà chúng sanh xin đều tặng hết. Thế này được gọi là gì? Bố thí ba la mật. Nghe hay không? Nhưng bố thí ba la mật hình như tôi cũng đã giảng một lần rồi. Thì bây giờ người ta xin gì cũng cho hết á, thì được gọi là bố thí ba la mật. Có nghĩa là những gì mà đang sở hữu của mình bưng đi mình cho hết, đúng không? Thành ra mình hiểu lầm cái từ bố thí. Thí chữ thí bạn cho bố có nghĩa là khắp. Thì ban cho có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình không dính mắc với cái đó mình mới cho, đúng không? Có nghĩa là mình xả ly, đúng không? Thì như vậy là cái gốc là không dính mắc, cái gốc là xả ly, chứ không phải cái gốc là cái chuyện bưng cái này để cho. Và xả ly cùng khắp có nghĩa là gì? Hết cái thế gian này không có chỗ để mình dính, thì lúc đó mình có phải là người đại bố thí không? Ai muốn gì mình cho đó, mình không có dính nữa. Bây giờ mình không có tranh giành ngôi vua, mình không có tranh giành danh lợi, mình không có tranh giành vật chất với họ, thì đó là hình thức của bố thí chưa? Hay là mình phải bưng đồ đi cho mới gọi là bố thí? Chính chỗ này mà tôi chê ông Bàn Long Quẩn. Đúng không? Cái chuyện ông không dính mắt là cái chuyện khác, chuyện anh đem đồ đi đổ là chuyện khác, còn anh đem đồ đi cho là một chuyện khác nữa. Chưa chắc gì anh cho là anh hoàn toàn không dính mắt. Hỏi lại đi. Bây giờ nè, mình đem 1 triệu đồng mình cho người khác, cho một người nào đó, thậm chí là mình cho người thân của mình đi. Nhưng mà nghĩ lại mình có tiếc không? Rồi bây giờ cho là mình không tiếc đi, rồi mình có muốn cho người thứ ba biết không? Nếu mình cho người thứ ba biết thì sao? Thì là mình dùng cái vật đó, mình dùng đồng tiền đó để mình mua danh. Cho nên là cho rồi là nó tùm lum ở trên báo. Thì phải coi lại là mình cực khổ, mình là dẫn động mình kiếm tiền để chi? Để mình mua được tiếng thiền. Chứ chưa chắc là mình thương người để mình giúp người. Phải xét lại những cái điều này. Thật ra cái từ bố thí có nhiều khi hiểu lầm là chúng ta chấp nhận xả ly thì không cần dính gì cái gì, cái việc của mình làm. Mà giống như Chúa dạy, để là tay phải làm tay trái không biết. Chúa đã từng dạy câu này, tức là anh làm việc bố thí thì ở tay trái anh làm, tay phải nó còn không biết nữa. Cái việc giúp người của mình là người thứ ba không được quyền biết. Thì là mới thật
là mình đã thương, mình đã quý, mình thầm lặng hay là mình gì đó không biết, mà mình có thể làm lợi ích cho cái đối tượng mình muốn giúp mà hoàn toàn người ta không biết. Thậm chí mình giúp người, người còn không biết, thì đó mới để lại cái âm đức. Còn mình giúp người mà linh tinh người biết là không phải. Thật ra là bây giờ mình trở lại cái từ bố thí có nghĩa là gì? Là một cái sự xả ly và không dính mắc. Mình không nói tới bố thí là cái gì đó, không có người thí, không có vật thí rồi gì đó, không, mình không có nói theo cái kiểu đó nữa. Mà thực tâm mình có hoàn toàn không dính mắc với tất cả những cái việc làm trong đời sống mình nữa hay không, để xác định rằng mình có dám bố thí ba la mật hay không. Như vậy là một lần nơi thâm tâm của mình không dính mắc vật chất. Và cho tới sâu hơn nữa là mình không dính mắc cái thân tâm này nữa. Mình tiếp tục mình sống để lợi ích và tiếp tục mình sống để đền ơn. Thì người đó mới là cái người thực sự bố thí ba la mật. Nhưng không dính mắc thân tâm nữa thì chỉ là đạt tới cái cảnh giới là vô ngã rồi. Không có gì ngã chấp để mà làm nữa. Mà thể hiện cái lòng tri ân và cái sự báo ơn của mình trong đời sống này thôi. Cho nên người ta sẽ bị hiểu lầm là chắc gì cha vua từ xưa giờ thấy người cha vua nào nhường ngôi không? Thậm chí là cái chuyện mà mình đã nói một lần ở trong bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa rồi đúng không? Bố thí quốc thành thê tử, tức là đất nước nè, rồi vợ con, nhà cửa bố thí hết. Thì hồi trước tại vì tôi cũng nghe câu phản biện của người khác cho nên tôi mới giảng kinh Pháp Hoa theo lại cái kiểu khác. Nói là gì, nếu vậy mất nhân quyền, cưới vợ rồi cứ đem vợ đi cho là không có còn nhân quyền nữa. Đạo Phật dạy người ta mất nhân quyền. Tôi nói xin lỗi anh rồi nha, anh ngồi lại kỹ tôi nghe tôi nói. Bây giờ đó là đất nước là gì? Là của ngoài thân đúng không? Tức là tiền của mình. Còn vợ là gì? Là tình ái của mình. Con cũng là tình ái của mình, từ cái miếng ruột mình, từ máu mủ mình nuôi mình sanh ra. Có nghĩa là cái sự dướng mắt sâu nhất là ái nhiễm. Sự dướng mắt mà nông nông ở ngoài là của cải vật chất. Thì cái người bố thí quốc thành thê tử không có nghĩa là đem của cải vật chất cho và đem vợ con để cho là sai lầm. Và tôi thấy bí hết kinh Pháp Hoa từ trước giờ giảng chỗ này, tôi thấy nó bí chịch hết. Thì như vậy là một người mà bây giờ họ không có nhiễm ái và họ không dính mắc vật dục tiền ở bên ngoài thì gọi là bố thí quốc thành thế tử. Ở đây nó cũng có nghĩa giống giống gì nữa, chứ không phải là đem vợ đi cho, đem con đi cho, rõ ràng là mất nhân tính đi, đừng nói mất nhân quyền, đúng không? Ta cũng là con người như mình đem đi cho. Và có người đó là hôm trước đây có người nhắn tin tôi vậy, đi cho. Tôi nói thì nên lỗi với người, ủa mình là cái gì mà mình bưng cái người này mình đi cho người khác? Mình tự đề cao mình quá, vua chúa còn không được quyền làm vậy, đừng nói người phàm, đúng không? Như vậy là bố thí quốc thành thế tử, mình thấy rõ ràng là người không có dính mắc tình ái, không có nhiễm ái, nhiễm dục nữa, thì đó là cái người là bố thí vợ con rồi. Còn người không dính mắc về tiền của, danh lợi bên ngoài là bố thí quốc thành đất nước này, không phải đất nước này nữa, mà bố thí cả cái tam giới này luôn, tôi không thèm dính nữa. Không còn cái gì có thể dính trong tam giới này, tức là lúc đó chúng ta mới gọi là bố thí ba la mật được. Và ngay cả thân tâm mình cũng không còn trụ chấp, không còn bám chấp nữa, thì vậy là đạt tới cảnh giới vô ngã. Bố thí ba la mật là mình ở trong cảnh giới thực sự vô ngã hoàn toàn. Nhà đã cho cái gì đây cũng cho, thuốc men cái gì cho hết. Không còn có cái tâm dính mắt, không còn có cái tâm tranh giành với bất kỳ một ai nữa, thì đó là cách để mà chúng ta bố thí. Thì cái đoạn dưới này nó có một cái điều lầm lẫn cho người ta, nói ví dụ như thấy người bị cầm tù thì liền xả thí của cải quyến thuộc đến thân mình, tức là dùng cái của cải của mình để lo lót, để chuộc cái người bị bắt mắc tù ra nè, rồi quyến thuộc của mình nè, cho tới thân mạng của mình để giải cứu cái người cầm tù. Đem cái mạng mình ra giải cứu thì tôi có thể chấp nhận được. Bây giờ đem quyến thuộc tôi ra để mà giải cứu cái người bị cầm tù, chịu nổi không? Hiểu rồi sao? Nếu như mình còn thấy có một người thân bằng quyến thuộc thì mình là cái loại bị tù chưa? Mình bị tù rồi để giải cứu được ai? Đó, cho nên là mình đó là xả thí hết cái thân bằng quyến thuộc,
có nghĩa là nơi thâm tâm của chúng ta không còn có cái thân bằng quyến thuộc, không có ruột rà, không có người này thân hơn người kia. Thì vậy là chúng ta đã giải cứu được thân bằng quyến thuộc thì chúng ta sẽ giải cứu được cái người bị cầm tù. Thì giờ ở thế gian này mà còn thân bằng quyến thuộc, còn vướng mắc trong tình cảm thương yêu thì còn bị cầm tù. Cho nên mình dùng thân mình và xả thí luôn cả thân bằng quyến thuộc của mình để giải cứu cái người cầm tù. Mỗi câu nói rất là tuyệt vời. Bản thân của người này phải tu tập cho sạch hết tất cả những cái thân thiện, những cái vướng mắc, những cái tình cảm của thế gian thì gọi là giải cứu người cầm tù kìa. Cái lý luận trong kinh có nhiều cái nó bị khuất vậy, nó khiến mình khó hiểu. Mà đọc cái này thiệt là cũng khó hiểu. Không phải chuyện đơn giản đâu. Thật ra là một người mà tu không dính mắc về thân xác thân tâm này nữa, và không còn có cái thân bằng quyến thuộc, không còn dính mắc với trần gian này vì bất kỳ cái loại tình cảm nào, thì người đó là người giải cứu cái sự cầm tù của người khác. Còn nếu như bây giờ đối với bản thân mình còn dính mắc thì giải cứu ai? Thân này mình ra không được, mình thoát không được, có nghĩa là mình đang bị cầm tù, đúng không? Cho nên đây dùng từ là dùng cái thân của mình và quyến thuộc thân bằng của mình để giải cứu người cầm tù. Thì vậy là dùng cái thân mình phải đạt tới cảnh giới gì? Vô không còn thân nữa, không còn chấp trước là thân tâm này nữa, đạt tới cảnh giới vô ngã. Mà người cảnh giới vô ngã thì người đó không còn có cái thân bằng quyến thuộc, không còn có cái tình cảm luyến ái ở thế gian này nữa. Thì vậy là mình là thấy cái người bị cầm tù mình cứu thoát họ được. Chứ mà mình không có dùng thân tâm của mình, không dùng thân bằng quyến thuộc của mình thì mình không thể giải cứu người cầm tù. Đúng không? Thân của mình không đạt tới cảnh giới vô ngã, và mình không thoát khỏi cái tình cảm thương yêu và vướng mắc ở trong trần gian thì mình không cứu được ai hết đó. Đây là một điều rất rõ ràng. Đó là một cái lời dạy mà chúng tôi thấy rất là phải nói là rất là chính xác. Chính xác chưa từng có. Và có ai đến xin bất luận cái điều gì ở nơi thân, mắt, tai, mũi, lưỡi, thể, da thịt, gân xương, tạng phủ, đều vui lòng thí xả hết. Tại sao? Tại nãy là cái thân nó thành không là cho sạch rồi, khỏi cần tái sinh. Đúng không? Đạt tới cái thân này là không rồi, cái ngũ uẩn là không, tức là lúc đó là xả thí hoàn toàn cái thân mạng này rồi, không cần ai sinh hết mà đã cho. Thật ra phải đạt tới cảnh giới vô ngã thì mới thấy được cái điều này. Tức là chúng ta đã từng tu tập, chúng ta đã từng thoát khỏi cái thân mình bằng cái kiểu gì thì những cái này nó sẽ rất là rõ nghĩa. Còn không có hiểu nghĩa bên ngoài ngon, có ông sư nào bây giờ phát nguyện tu bố thí, tôi lại tôi ngắt một chút cái lỗ tai thôi. Không có cần ngắt nguyên cái lỗ tai đúng không? Chịu nổi không? Biết liền. Rồi mình nếu mà mình hiểu mà hiểu không đúng á, tại vì kinh điển Đại Thừa nó có những cái hay đó. Mà chúng ta phải hiểu được, như nãy mình nói là phải thấy, phải thấu thoát được cái đạo lý, và nó sẽ gắn kết với cái đời sống đời thường. Mà càng đi sâu vào đạo lý chừng nào, càng thâm nhập vào cái đời sống đời thường, thì đó là đạo lý giác ngộ của Đạo Phật. Hồi buổi sáng hôm nay chúng ta học tới đây, chúng ta nghỉ ha. Cái gì chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ Thầy Nguyễn Thành.